Bắt đầu câu hỏi của chị hôm nay, câu hỏi đầu tiên. Một người đã có ham muốn mãnh liệt trở về Phật giới là người đó thực hành triệt để được chữ buông phải không ạ? Này, không, cái phần này không hết. Thi hành triệt để được, mình nên nhớ một điều á, mình tu thiền tông thấy người ta thích mình mới giúp người ta triệt để được nha. Còn nếu mà ép người ta thì mình coi chừng, đừng. Triệt để là triệt để đối với những người nào, thí dụ chẳng hạn như người ta thích cái này thì đã nhờ mình lúc nào mình cũng phải giúp được, cái đó là triệt để. Mà mãnh liệt là chỗ này, chứ đừng có mãnh liệt mà người ta không thích mà đi theo nói hoài, coi chừng nó phản tác dụng lại. Tu thiền tông phải hiểu cái nguyên tắc của nó, vì trong thế giới vật lý âm dương này nó chiếm 80% là âm, nên nhớ rằng chiếm 80% chứ không ít đâu. Vì thế mà trong 10 người mình chỉ độ được 1 hoặc 2 người thôi, chứ không có nhiều đâu. Đừng có nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá thì phải hiểu cái người đó có cần thì mình giúp, còn không cần thôi. Nói sơ qua một tiếng không được thôi đi, đừng có khi nào mà ép người ta. Rồi con hỏi câu thứ hai. Có lần con nghe thầy nói đã có một ngôi chùa thiền tông thứ hai nhưng chưa hoạt động. Nay con thấy trên mạng có thiền viện Thánh Phúc, xã Đông Phương, huyện Kiến Trụy, Hải Phòng. Nói là thiền tông Thánh Phúc cũng không cúng tụng cầu sinh, vân vân. Vậy thưa thầy, đây có phải là ngôi chùa thứ hai tiếp nối dòng thiền tông không ạ? À? Cái này là nãy báo cáo là đâu phải thiền tông, cái ngôi thiền viện hay gì mà. Thiền tông nó khác, nó được giấy phép nhưng mà chưa được phép hoạt động. Mà hoạt động không ai biết đâu, có nghĩa là bằng giấy tờ đàng hoàng, còn cái đó là chưa đâu. Cái đó chỉ là thiền tông thất thôi, nhưng mà không nằm trong cái hệ thống của cái chùa thiền tông Tân Diệu. Khi chùa thiền tông Tân Diệu nó sắp kết thúc, nó sẽ đưa ra một cái hệ thống của nó. Người nào nằm trong cái hệ thống này thì mới được quyền đăng ký tiếp nối dòng thiền tông. Phải hiểu cái này, phải nằm trong hệ thống này. Mà trong hệ thống này muốn được thì phải toàn thể ban quản trị nhất quyết, chứ không phải mình tôi đâu. Ban quản trị đồng ý trên 3/4, nhớ là 3/4 thì mới được. Rồi con hỏi đi, hỏi tiếp. Đứng trước ánh sáng ngọn đèn, xin đèn chứng giám một phen lòng này, xin bác giải thích giúp con hai câu kệ trên. Nói từ từ lại. Đứng trước ánh sáng ngọn đèn, xin đèn chứng giám một phen lòng này, xin bác giải thích giúp chúng con hai câu kệ ạ. Nghe nó vang quá, đập từ từ nè. Là xin bác giải thích cho hai câu kệ này. Rồi rồi. Đứng trước ánh sáng ngọn đèn, xin đèn chứng giám một phen lòng này. Cái ánh sáng đèn này là cái ánh sáng điện từ quang, chứ không phải là cái ánh sáng bình thường của mình đâu. Khi mà một vị Phật, bởi vì cái câu này nè, nó nói là khi mà một vị Phật đứng ra nói, long nữ quạ lại, giữa hai người này nó có cái cảm thông, thì nó phát ra cái huệ của ánh sáng điện từ quang, nó thành ra một cái đèn. Thành ra cái ánh sáng này là ánh sáng của điện từ quang giữa long nữ và Thích Ca nói chuyện nhau, không phải là mình đây đâu. Nhưng mà tại vì long nữ quạ thì phải nói cho nó suông câu thì thôi, chứ cái này nó nằm thuộc về cái ánh sáng điện từ quang giữa long nữ và Thích Ca biết được thôi, chứ không phải người thường biết đâu. Nhưng mà nó ánh sáng này thì nó hiện ra giống như cái đèn, chứ không phải là cái đèn dầu hoặc cái đèn điện của mình đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Trong cuốn Hành Đúng Lời Phật Chắc Chắn Sẽ Giải Thoát có đoạn: người tu thiền tông không cần chuyển phước đức của mình thành công đức.
mà vị nào khi được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh thì tự nhiên những phước đức của vị ấy được tạo ra trong tam giới mà chưa sử dụng, tự nhiên theo mình vào bể tánh trở thành công đức. Vậy điều này có đúng không? Vì có buổi giải đáp khác bác bảo khi vào trung tâm vận hành thì phước đức trở về nguyên ngôi vị là điện từ dương và ác đức là điện từ âm. Thưa Thầy, nếu mà phước đức và công đức thì thế gian này phước là ở trong thế gian này thôi, tam giới thôi, còn công đức phải đưa về bên kia. Nhưng mà cái chuyển này á, thì nó có cái thế này. Bởi vì có nhiều người mà muốn chuyển cái công đức mà trở về phước đức. Ngày xưa mình làm để mình tạo phước đức, bây giờ mình lấy cái chuyện mình làm mình trở lại tạo thành công đức. Thì bây giờ nói cho rõ ra, thì muốn cho hiểu rõ, chẳng hạn như ngày xưa đó, mình in sách A-di-đà để mình phát người ta, thì giờ sao? In Thiền Tông, lấy cái A-di-đà in qua Thiền Tông, thì đó là chuyển từ phước đức qua công đức. Ý là vậy, thấy không? Chứ còn nếu mà mình không sử dụng hết được rồi, mà mình không có làm được cái đó, mình mà trở về Phật giới thì phải giao lợi cho Quan Âm hoặc Thế Chí cái phước đức này, tùy nghi hai vị này sử dụng trong thế gian này. Vì sao? Vì mà Quan Âm Thế Chí mà được người yêu cầu thì người ta sử dụng cái phước này nè, ta khiến làm sao cho cái người này tạo được công đức. Cái đó là thuật của Quan Âm và Thế Chí làm, chứ không phải người thường làm được đâu. Vì thế mình hiểu căn bản á, trái đất này là trái đất nhân quả vật lý âm dương. Nhớ là âm thì ở trái đất, dương thì đi lên. Mình làm sao mà cái mình tạo được công đức, muốn ở đây thì phải bôi đen để chi nó lưu hành. Mà khi mà mình muốn lớn tuổi, muốn về Phật giới thì thần không bôi đen được nữa, để cho tự do, nó có sáng mà người về. Vì thế mà mình tạo được công đức nhiều thì vị thần quản lý và vị thần dùng cũng không có thể lại gần được. Vì thế mà sẽ cho mình đi tự do về. Phải hiểu thế giới vật lý này nó hai cực, còn cực thứ ba phải đi ra. Tu đạo Phật phải hiểu này, tu đạo Phật giải thoát là phải hiểu cái này, còn không hiểu này là tu sai. Trên trái đất này nhớ là không cầu xin lại lục ai hết, bất cứ cái gì, mà chỉ cúi đầu cảm ơn những người làm ra cái này, không nhớ không lại. Mà mình phải thực tình ngộ đạo mình mới cảm ơn, còn không thực tình ngộ thôi. Thế giới này mình đi luân hồi đừng có cảm ơn ai, kể với ông Thích Ca mình không cảm ơn ổng nữa. Chừng nào mình nghe lời ổng mà mình về được thì mình cảm ơn ổng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Nếu sau này bác mất, lúc đó mới xuất hiện người có tâm, tài lực thì dòng thiền sẽ được nối tiếp không? Hoặc bác có sự sắp xếp để khi có vị đó xuất hiện sẽ theo chỉ dẫn đó mà nối tiếp, hay khi bác mất sẽ trả về không gian và kết thúc? Trong quản giáo lý Đức Phật có dạy dòng mạch chảy, mạch nguồn thông nó sẽ chảy nữa, nhưng mà không có nói chảy đi đâu. Nhưng mà có nói vậy nè, khi mà tôi qua đời thì cái dòng thiền tông nó cũng phải ở đây tiếp tục truyền thiền nữa, đến một ngày nào đó thì sẽ chấm dứt. Nào, thành ra đừng có lo cái chuyện này. Vì tất cả mà cái chuyện mà mấy ngàn năm trước Đức Phật nói ta làm còn được, còn thời gian tới này thì có nói là dòng thiền tông sẽ chảy đi, nhưng hiện giờ chưa phát hiện. Mà bây giờ có phát hiện ra thì hoàn toàn không được, là vì nó đi sai cái mục đích. Muốn dòng chảy mạch nguồn thiền tông, anh phải cắt một cái chùa giống như chùa Thiền Tông Tân Diệu này mà phải cho lớn cũng được, không sao. Anh có đủ tâm tài lực không? Hay là anh chỉ có cái miệng thôi? Thì mặt mai, gọi là mặt mai mới nối tiếp dòng Thiền Tông được. Nhớ nè, giống y như cái chùa Tân Diệu, nhưng mà chùa Tân Diệu không có tiền nhiều, thành ra trang trí những cái cảnh á, nó không mấy. Bây giờ mình có tiền, mình trang trí cái cảnh nó nhiều, lớn, đẹp hơn, y như vậy. Mà phải có, mình phải đứng ra truyền thiền được, mà giải đáp được, thì thiền tông nó sẽ chạy đến chỗ đó. Còn nếu mình làm mà sai cái quy tắc này thì hoàn toàn không được.
Rồi con hỏi tiếp đi. Chồng con là một Phật tử Thiền Tông, trong khi bệnh và sắp sửa ra đi, con có làm một số công đức hồi hướng cho anh. Vậy anh ấy sẽ đi về đâu, thưa thầy? Đi đâu là do cái nghiệp của mình, chứ làm sao biết đi đâu. Có công đức thì về Phật giới, không có thì ngày xưa. Có nhiều khi cái mấy đời trước mình tạo phước đức thì mình hưởng phước đức lại, phước đức dương, phước đức âm gì đó, chứ làm sao biết trước được. Cái phần này là do thần thực thi nhân quả, khi mình mất không về Phật giới được thì ở đây phải luân hồi 12 con đường. 6 con đường cõi trời và 6 con đường ở trái đất này là do cái nghiệp của mình tạo ra. Chứ cái này không thể quyết định là đi đâu được. Mà quyết định đi đâu, khi mất ông thần quản lý mình, ông nhìn thấy, ông thực thi nhân quả, mình chỉ biết vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo của Phật tử Huỳnh Thu Thúy ở Cái Bè, Tiền Giang. Câu thứ nhất: thưa bác, thập thánh vô phàm chỉ ai trong tam giới này ạ? Gì? Thưa bác, thập thánh vô phàm chỉ ai trong tam giới này? Phật thánh ha, thánh thần. Thập là 10, à. Cái này nó nằm ở trong cái tôn giáo khác mà bây giờ không thể nói được. Mà mình chỉ biểu hiểu cái căn bản thánh là ai, thần là ai ở đây thôi. Cái này nó chỉ cái tôn giáo khác, mà tôn giáo khác nó chủ trương như vậy đó, mình không thể đá động đến người ta được. Còn mình trả lời trong cái phạm vi của cái Thiền Tông và cái Đạo Phật thì được. Cái đó nó nằm trong cái tôn giáo khác. Nói ra thì nó sẽ moi ra những cái nó đụng chạm nhau. Thôi bỏ câu đó đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Ngài Duy Ma Cật thông suốt Thiền Tông như vậy, vì sao Thế Tôn không trao tổ vị cho Ngài mà lại tổ chức kiểm thiền ạ? Tổ vị đi thì phải do ông thầy tu, chứ cái ông kia có tu gì đâu mà tổ vị. Nên nhớ rằng ông Duy Ma Cật cũng phải là ông thầy tu, mà làm sao giao tổ vị? Phải giao cho ông thầy gọi là ông Tỳ Kheo, là một thầy tu. Tỳ Kheo hiện giờ gọi là Đại Đức á. Mình bây giờ Tỳ Kheo giờ gọi là Đại Đức bây giờ. Do một ông thầy tu dẫn đi. Chứ còn nếu mà giao cho cái ông cư sĩ dẫn đi thì đâu có được. Nghe không? Bởi vì ngày xưa ông Phật cũng vẫn biết cái này, nhưng mà có hỏi ông Duy Ma Cật thì ông Duy Ma Cật nó không, con là một cư sĩ, con về Phật giới chứ con không là, con không đi theo dòng Thiền Tông được. Vì thế mà Đức Phật không giao cho ông Duy Ma Cật mà phải giao cho ông Maha Ca Diếp. Mà trước khi giao Ma Ca Diếp thì ông Phật đã thử rồi, ông Ma Ca Diếp đã ngộ. Nhưng mà muốn cho công bằng thì ông phải đưa ra cái hội chúng 1,200 là thử lại thôi. Chứ sự thật ông Ma Ca Diếp đã ngộ trước rồi. Ngộ nói âm thầm với Phật rồi. Thì 1,250 người đi ra đại chúng để thử thôi. Thấy không? Chứ đừng có tưởng đâu là bất ngờ ông Ma Ca Diếp ngộ. Ông đã ngộ trước, ông biết. Vì thế mà ông Phật phải đưa ra đại chúng để mà thử. Thử để gọi ai ngộ được cái này thì để nó hộ pháp hơn. Chứ nếu mà không đưa ra cái này thì ông Mục Kiền Liên dành sao? Ông Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất mà, ông đâu có chịu đâu. Chính ông Mục Kiền Liên đầu tiên là muốn dẫn mạch nguồn Thiền Tông đi, nhưng mà ông nói là con là thần thông bậc nhất, con đi không ai phá con được hết. Ông Phật đâu không được. Cái này nguyên tắc thử thì phải đại chúng, ai nhận được cái này sớm mà có kệ thì sẽ được truyền đi. Ông Mục Kiền Liên đâu có biết kệ đâu, lo cái lò đánh chưởng không, thành ra không biết, thành ra không có được. Rồi con hỏi tiếp đi. Nguyên nhân gì mà Ngài Duy Ma Cật ngộ thiền thâm sâu như vậy, vượt xa hơn 10 đệ tử ưu tú của Đức Phật? Giờ mình hỏi thì sao? Giờ trong cái đám này hỏi tại sao mà có người ngộ, người không ngộ. Giờ hỏi biết làm sao? Có nghĩa là ông Duy Ma Cật ngày xưa cái công đức người ta đã có rồi, đời Phật trước đó, người ta đã có rồi. Thì bây giờ lăn lộn tới ông Thích Ca này, mà cũng có thể là ổng đến đây để ổng trợ giúp cho ông Thích Ca để giải quan cái vấn đề Thiền Tông này.
Ngày xưa nếu mà không có ông Duy Ma Cật nói ra cái chuyện này thì giờ này không ai đủ tư cách nói Thiền Tông hết được. Vì thế mà ông ngày xưa có Duy Ma Cật thì ngày nay cũng có người cư sĩ. Ngày xưa có một cư sĩ, giờ này có một cư sĩ, hai người cư sĩ này nói chuyện với nhau. Để đó là cái nguyên tắc Đức Phật sắp xếp vậy thôi. Còn nguyên do sâu xa thì nên tìm hiểu sâu chút, chứ không thể nói trắng ra đây được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu kế tiếp. Ngài Duy Ma Cật là người có thật hay là hình tượng, biểu tượng cho người tu cư sĩ, tu giải thoát ạ? Tu sao? Ngài Duy Ma Cật là người có thật hay là chỉ là hình tượng, biểu trưng cho người cư sĩ tu giải thoát ạ? Cái này là thực tế chứ không có tượng trưng gì, thực tế. Vì thế mà khi mà tất cả giảng về Thiền Tông, ông Phật không nói mà phải nhờ ông Duy Ma Cật nói trước. Ông Duy Ma Cật nói rồi ông Thư Phật mới xác nhận đúng. Thấy không? Tất cả những người hỏi về Thiền Tông, về giác ngộ giải thoát thì Duy Ma Cật trả lời trước, Đức Phật không trả lời. Rồi trả lời xong rồi thì Đức Phật xác nhận là đúng. Nhưng mà nó cũng có cái lý do này. Ông Duy Ma Cật ông nói bất cứ câu gì kết thúc hỏi Đức Phật, trình Đức Thế Tôn coi có đúng là không. Chứ không phải ông tự ông nói là con nói là đúng, hoàn toàn không có. Tất cả những gì Duy Ma Cật nói, vừa dứt câu trình Đức Thế Tôn, con nói như vậy có đúng không? Đức Phật nói đúng. Thì vì thế mà tất cả những câu này nó lưu vào trong kinh Duy Ma Cật, là cái chỗ này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu kế tiếp. Điện từ quang trong tâm giới và điện từ quang nơi Phật giới khác nhau và giống nhau chỗ nào ạ? Điện từ quang, điện từ âm dương là một thôi. Nhưng mà thí dụ bây giờ nó cái không khí, vậy tôi thường thường thí dụ ở ngoài biển Thái Bình Dương đi, trời quang mây tạnh thì đó gọi là, mình gọi là trời trong. Mà khi bão nó dấy lên là, thì nó cũng là điện, cũng là cái không khí cái vùng đó nó quay, thì nó quay nó phải cuốn hút. Vì cuốn hút, cuốn vô thì nó là âm, đẩy ra là dương, có vậy thôi. Vì thế mà có nghĩa là khi một cơn bão nó dừng lại thì chỗ đó là gọi điện, gọi là trời trong mây tạnh. Còn trong cái càn khôn vũ trụ này, chỗ nào nó quay thì gọi là điện tam giới, điện từ âm dương. Chỗ nào không quay gọi là điện từ quang, chư Phật sống. Chư Phật sống bởi vì chư Phật không có, có lực hút âm dương thì phải sống ngoài cái điện từ quang. Còn con người bị lực hút âm dương thì phải ở trong tam giới. Mà nặng nhất thì ở trái đất, nhẹ sau cùng là trời dục giới. Đó là nguyên tắc của một cái tam giới, nó cấu trúc như vậy. Vì thế mà cấu trúc tam giới vậy, bất cứ ai, bất cứ gì vô đây phải quay đúng theo quy luật của nó. Vì thế mà ngày xưa tánh Phật ở ngoài đâu có lực hút, cũng vì ham muốn có một kim thân Phật, ham muốn có một kim thân Phật và ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, nên mới vào đây mượn thân và tánh người để tạo công đức, là nó mới có cái chuyện lực hút âm dương. Mà vô trong trái đất này, trái đất này gọi là trái đất keo, đụng vô là dính, không chạy ra nổi đâu. Vì thế 100 người đều dính cứng ngắc, 90 người đâu, chỉ có 10 người nhảy ra được thôi. Mà nhảy ra thì cũng nhiều khê lắm, chứ không phải muốn nhảy ra nhảy đâu. Bây giờ con suy nghĩ tất cả những người mình ở đây sống gì vật chất, không vật chất sống nổi không? Nhưng mà Đức Phật dạy sử dụng sống trong vật chất nhưng mà không dính vật chất. Cái Thiền Tông là dạy, là dạy chỗ đó đó. Sống trong vật chất mà không nhiễm vật chất thì mới đi ra được. Nhưng mà muốn ra được thì phải biết cái công thức đi ra. Mà công thức, nếu nó công thức thì mới xuất hiện đây trên 2 năm thôi. Chứ trước kia muốn tu giải thoát hoàn toàn không tu được. Nếu mà trước 3 năm thì ai biết giải thoát là gì. Nhưng mà
Bởi vì có nhiều người người ta cũng hám, hám danh, cũng tuyên bố này tuyên bố kia, mà hiện giờ trên mạng cũng vậy, tuyên bố đủ thứ hết, nhưng mà hoàn toàn giải thoát, không để dám đề cập đến. Tuyên bố đủ thứ, tôi là thánh này thánh kia thôi, với sự thật hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn không ai dám nói đã động tới đó. Mình phải hiểu, thì vì thế mà cái giải thoát nó mới được xuất hiện mới 2 năm mấy thôi, là khi quyền ký được công bố ra. Quyền ký công bố ra bắt đầu người ta mới nói vào cái chương trình giác ngộ giải thoát, chứ trước quyền ký cũng hoàn toàn không nói, mà chỉ đề cập thôi, không nói rõ ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Bác có trả lời vấn đáp, người về chùa thường xuyên là có công đức nhiều nên được hút. Vậy những người ở xa không về chùa thì công đức ít hay sao ạ? Không phải ở về chùa ha, ví dụ về chùa mình phụ này phụ kia thì đây cũng là mình, có nghĩa là tất cả những gì làm trong chùa này đều có công đức hết. Nhưng mà người công đức nhiều công đức ít thôi, rồi từ dần dần nó sẽ tạo thành nhiều. Còn người ở xa không có về chùa được thì mình tạo công đức bằng cách khác, bằng cách là mình giúp cho người ta hiểu cái này, bằng cách là mình cho người ta mượn máy, mượn sách gì đó. Mình phải nhiệt tình chứ đừng có, bởi vì mình hiểu này phải cố gắng tạo một phần công đức nhỏ thôi để đi về. Về thì qua bờ, về bờ này làm Phật nhỏ thôi. Còn người ta cạo công đức lớn thì thật lớn, có vậy thôi. Ở đâu muốn về phải có công đức, mà còn về bển công đức lớn, kim thân Phật lớn, kim thân Phật nhỏ là do cái số lượng công đức mình tạo ra. Chứ không phải về chùa có công đức mà ở nhà không có. Nhà có nhiều khi nhiệt tình nhiều hơn thì nó sẽ nhiều hơn người trong chùa. Mà người trong chùa bất cứ phụ cái gì thì là phụng thự cho cái thiền, phụ giúp cho cái thiền tông này thì hoàn toàn có công đức, ít nhiều thôi, bắt buộc phải có. Thấy không? Chứ không phải là về chùa có mà người nhà không có. Có nghĩa là tùy sao, thí dụ cái chùa này là mỗi một tuần ta truyền thiền được 20-30 người, ta có công đức. Tất cả đều nó rải cho tất cả những người ở trong cái chùa này, phụ giúp cái chùa này, nó đã trải ra. Thấy không? Nó chia ra, bao nhiêu công đức nó chia hết cho người này. Còn ở nhà là tự mình tìm cách làm sao mà tạo cho công đức. Để nên nhớ rằng cái thiền tông này 10.000 năm nó mới xuất hiện một lần, mà xuất hiện thời gian ngắn thôi, thì mình cố gắng mình tạo để mình được về. Chứ còn nếu nó qua cái này thì không, rồi tu mù tiếp. Qua cái này thì bắt đầu nó chuyển thành đồ đá rồi, thì không còn nói tu gì, đồ đá không tu cái gì hết rồi, mà chuyển đồ đồng bắt đầu mới tu thần thánh tiên đó, chứ không phải ấy đâu. Còn nếu mà không có cái thiền tông thì bắt buộc phải tu 4 cái kia, chứ không có tu cái giải thoát này không có chỉ dễ vào tu đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Khi một người phát ra ý muốn giải thoát thì vị Phật ở Phật giới thấy biết. Vậy vị Phật đó có phải là vị Phật ngày xưa chỉ tánh Phật vào tam giới không ạ? À? Phật thì mình phải hiểu đây nè. Phật nhỏ thì chỉ độ một người ở trái đất thôi. Trái đất ngày xưa Phật đó đã thành. Còn Phật trung thì ở một cái trung tiểu thiên thế giới, thì nó có một cái tam giới, nó có 6 trái đất, thì một tiểu thiên nó có 6.000 trái đất. Mình phải tính lên cái phần đó là do cái khả năng. Vì sao mà cái khả năng mà Phật lớn á, thì gọi là ở đây người ta gọi là thế giới, gọi là công suất á. Thí dụ cái đài phát thanh mà nó phát ra 50 MHz thì nó đi ra 1.000 cây số. Còn nếu nó phát ra 40 thì đi 4.000. Rồi nó thấp thấp, nó nhỏ nhỏ vậy. Thì công suất Phật cũng vậy. Còn nếu mà tất cả những vị Phật mà nhỏ thì chỉ lẫn quẩn do thôi. Giống như cái người mà ta, cái công suất nhỏ như xe mình chạy đó, xe 4 chỗ không thể chạy bằng đường trường bằng mấy cái xe 50 chỗ được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi.
Mời tổ kỹ thuật kết nối cầu cho hình nè. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Trong Thiền Tông sử dụng tưởng như thế nào thì mới đúng ạ? Lặp lại. Là trong Thiền Tông sử dụng cái tưởng như thế nào thì mới đúng ạ? Bây giờ cái tưởng á, mình tưởng vậy nè, mình tưởng mong làm sao về Phật giới là đúng. Còn mình tưởng 84.000 cái tưởng ở đây thì nó không đúng. Mà mình nói, nếu mà nói bây giờ tôi tưởng lên trời mà nói không đúng là cũng không được, vì tôi tưởng đi hưởng phước mà. Mà làm sao mà không đúng, phải không? Cái tưởng của mình và tôi mong, tôi tưởng làm sao mà tôi tạo được công đức tôi về Phật giới là cái tưởng của Thiền Tông. Còn cái tưởng mà muốn làm sao về lên nước cực lạc sống là cái tưởng của Tịnh Độ ha. Thì nó 84.000 cái tưởng, mình không nói là cái tưởng nào đúng, tưởng nào sai. Thì anh phải hỏi là cái tưởng làm sao về Phật giới thì đúng hơn, chứ cái nào cũng đúng. Giờ tôi muốn tưởng làm người giàu sang, anh nói tưởng sai thì sao được. Tôi còn muốn ở đây làm người giàu sang tiếp, tôi không muốn về. Mà ta tưởng mà anh nói anh tưởng làm người giàu sang là sai, không đúng. Thấy không? Tưởng cái gì cũng đúng hết, nhưng mà mục đích tưởng của mình muốn đi đâu thì mình tưởng đó. Mà duy nhất khi Thiền Tông ra đời thì nó mới dạy cái tưởng về Phật giới thôi. Thiền Tông chưa ra đời hoàn toàn không ai biết tưởng về Phật giới, mà không có đề cập đến Phật giới luôn, chứ đừng có nói gì. Trước kia có ai biết Phật giới là cái gì không? Mà trước kia cao lắm là nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có nghĩa là vào chỗ thanh tịnh. Thanh tịnh nào đâu? Thanh tịnh tại trái đất và thanh tịnh của bể tánh thanh tịnh. Giữa ngày xưa người ta không hiểu bể tánh thanh tịnh là cái gì, mà ta chỉ nghe là ông thầy đó nhập Niết Bàn, vậy thôi. Rồi ông nhập Niết Bàn rồi hỏi tới đâu thì nó vô thanh tịnh. Nhưng mà người ta không có hiểu. Bây giờ cái thanh tịnh này nó có hai cái loại thanh tịnh. Một là cái thanh tịnh hóa thành, tức là ở trái đất này. Còn cái thanh tịnh bảo sở là cái thanh tịnh của Phật giới. Bảo sở là nó dịch ra tiếng Việt Nam gọi là vĩnh trường á. Chứ bảo sở là vĩnh trường. Anh nhập Niết Bàn vĩnh hằng, vĩnh trường, vĩnh cửu thì gọi là Niết Bàn Phật giới. Còn Niết Bàn thanh tịnh của A-la-hán thì ở đây, chứ không chạy không đâu khỏi. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, cách hồi hướng công đức cho người quá cố là như thế nào ạ? Lặp lại. Cách hồi hướng công đức cho người quá cố là như thế nào ạ? Cái hồi hướng công đức á, thì nó phải hên xui nha. Thí dụ cái hồi hướng công đức mà cái người đó muốn về Phật giới còn lăn lộn ở trong thế giới này thì cái hồi hướng đó được. Thí dụ cái người đó để làm cái tài sản gì đó, rồi cái người nhà mới bán được, tôi hồi hướng cho ba tôi, mẹ tôi, ông bà tôi trở về Phật giới. Nếu người đó bất cứ ở đâu trong tam giới này, từ cõi trời vô sắc đến 18 tầng địa ngục, nếu người đó muốn về thì được. Những cái tài vật mà làm cho người đó thì công đức sẽ đổ về người đó. Đổ về người đó thì tất nhiên người ta đang thụ hình hoặc là hưởng thụ, tự nhiên người ta chán, ta sợ. Đang thụ hình 18 tầng địa ngục, ta tự nghe to lé, ta sợ. Vì cái ánh sáng nó đã ra người ta sợ. Vì thế mà những người đó sẽ được đầu thai trở lại, gọi là mãn tù sớm đó, trở lại dòng tộc để làm người. Nhưng mà nên nhớ rằng tiền Thiền Tông mới được ra, mà còn hậu Thiền Tông không được. Có nghĩa là Thiền Tông nó 100 năm mà nó đã 70-80 năm rồi thì thôi đừng có hồi hướng nữa. Vì sao? Vì cái thời gian nó không còn dài, có trở lại làm người cũng không bắt được. Vì trở lại làm người phải là 20 tuổi, bắt đầu 20 tuổi thì mới tiếp nhận nổi cái này, chứ còn mới có 11, 12 không tiếp nổi đâu. Hy hữu lắm.
Đó, thành ra nguyên tắc hồi hướng cái người mà phải biết chắc rằng ngày xưa ông bà cha mẹ mình sống ở đây làm cái nghề gì, tu theo cái đạo nào thì mới hồi hướng được, chứ không phải là muốn hồi hướng là hướng. Vì thế mà Đức Phật cũng bảo là độ được cửu quyền thất tổ, thấy không? Chín cái dòng họ và bảy cái đời tổ của mình chứ không ít đâu. Bảy cái dòng họ này nè, vợ chồng, rồi bây giờ đó họ chồng họ vợ, rồi tới họ ông họ bà, nó trai lạ mà nó lương tới, nó dính líu tới chín cái dòng họ trong này chứ không ít đâu. Đó, thành ra muốn hồi hướng thì phải cho hiểu cho đúng. Còn mình không biết á, thì mình làm dường như nó uổng. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là ngoài việc công đức quá ít phải áp dụng nhất tự thiền, thì có cách nào để các vị thánh không gây khó dễ khi chung ấm thân xuất ra khỏi thân tứ đại không ạ? Cái mà cái đường về Phật giới thì nó chạy có ba cái trường hợp về Phật giới thôi, chứ không có cách nào hơn. Thế gian này mà cái này là nay tôi nói cho rõ đó, anh có công đức thật ít cũng được, mà dưới điều kiện phải mở con mắt. Ít cũng được mà mở con mắt thấy đường thì thần cho. Nhưng mà cái thuật á, muốn cho anh đi ra là phải thử, nguyên tắc phải thử thôi. Chứ sự thật anh có công đức là anh về được rồi đó. Nhưng mà anh cũng phải qua cái thử thách, anh có thật tình nó muốn về không. Vì thế mà trong cái liệt truyền thiền người ta bảy và phải ham muốn mãnh liệt, vô thiền tông phải ham muốn mãnh liệt. Chứ anh ham muốn 50% thì kể như không luôn. Là vì 50% này khi mà hành thả anh ra thì cô hồn nó sẽ tạo ra những cái một cái cảnh nó có thể còn trăm ngàn lần nó đẹp hơn cái tưởng của mình luôn đó. Rồi mình nhào vô, rồi mình theo. Thì theo đó đâu, thì theo vô loại thánh rồi, mình làm sao chạy thoát được. Vì thế mà cái tổ U Ba Cúc Đa tại sao làm tổ mà còn thấy cô hồn nó hiện mà vẫn đảnh lễ nó. Một vị tổ rồi đó mà còn vướng ở chỗ này. Thành ra Đức Phật cũng muốn là người đời mà pháp muốn về Phật giới thì phải ham muốn mãnh liệt, đừng có ghé bất cứ đâu trong tam giới này, dù có đẹp cỡ nào cũng phải bỏ. Vì thế mà Đức Phật phải dạy câu là gặp Phật giết Phật, không có chấp nhận cái này thì anh mới về được. Nó phải hiểu cái thế giới này là thế giới vật lý, nó dính như keo khó mà thoát ra được. Chân này dở lên hết dính, bỏ chân xe chuông dính, không cách nào thoát ra được. Vì thế mà có cái chuyện mà 100 triệu người chỉ có một người dám tu cái này thôi, còn bao nhiêu người không dám đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là người tạo được nhiều công đức lúc trẻ có giúp cho tánh người ác của người đó được giảm bớt không ạ? Công đức nhiều cái tánh ác có giảm hơn phải không? Phải vậy không? Đây nè, mình phải hiểu thế này. Khi dặn dò đó, ta nói anh ở trong này ác cỡ nào tôi không cần biết, nhưng mà anh có công đức rồi, có gà cái nhà anh mà nó tối cỡ nào không cần biết, có bóng đèn nữa nó mất luôn. Bóng đèn mà cái màn tối mà tối cỡ nào có bóng đèn nó sáng nó mất cái kia liền. Vì thế mà cái ác đức á và cái phước đức nó phải vô trung tâm vận hành luân hồi. Ác là gì? Ác là âm, phước là điện từ dương. Vô trong cái trung tâm vận hành luân hồi này nó không quay nữa thì âm trở về âm, dương trở về dương. Dù anh ác cỡ nào không cần biết, nhưng mà có công đức. Vì thế mà trong kinh thường nói câu là buông đau tu Phật. Một tay đồ tể buông đau tu theo Phật, tạo công đức mới giải thoát. Chứ không phải một tay đồ tể buông đau thành Phật không có được. Buông đau thành cô hồn chứ không thành Phật nổi đâu. Buông đau tu Phật mà tu giải thoát à, mới thành Phật được. Phải hiểu cái thế giới nó là vậy. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trong lời dặn dò có 13 con đường luân hồi, trong đó có con
đường luân hồi đầu thai vào làm loài thực vật. Xin Thầy giải thích rõ giúp chúng con đầu thai vào làm loài thực vật sẽ như thế nào ạ? Làm loài thực, đầu thai và làm loài thực vật nó như thế này. Có nghĩa là anh đầu thai cái trung ấm thân, anh phải nhập vô trong cái cây á. Cái trung ấm thân nhập vô cây giống như con người tứ đại mình, mà cái âm hồn nó nhập á, là làm ông thầy coi bói á. Đó là vậy, nhờ mượn cái xác người để mà anh nói chuyện về linh thiêng. Còn mình đầu thai vô thực vật rồi làm cái trung ấm thân, mượn cái thân cây để mà nương tựa mà sống. Khi anh đi trả quả thì thần dẫn anh đi, trả xong rồi anh phải nhập lại cái cây, chứ không phải là anh là cái cây. Có nghĩa là mượn xác cây, giống như cô hồn nó mượn xác người để nó làm thầy bói thầy bùa gì đó, thấy không? Còn cái tông ấm thân mà trả nhân quả phải nhập vô cái cây ở, không trả nhân quả thì phải ở trong cái cây. Còn trả nhân quả anh phải bốc đi ra, thần dẫn anh đi trả chừng nào hết. Một lần trả là 10.000 đồng và anh thiếu người ta 10 tỷ đi, anh trả nào hết thì xong. Mà mỗi lần mà anh cái thân cái đó mà nó nhập vô đó thì người ta ăn bất cứ gì nó phải nâng cao cái sự ngon lên. Nó gọi là trả nhân quả của người. Mà cái này là nó chỉ dành cho những người gạt người ta. Thầy không biết giác ngộ giải thoát là gì mà nói tôi biết. Rồi ngồi đó người ta cúng tiền cho mình ăn, cúng càng nhiều là càng tốt, càng chết. Cúng càng nhiều thì trả nhân quả càng lâu. Vì thế mà trong kinh Trường A Hàm có nói là trả nhân quả bằng hoa nấm. Thường thường trả nhân quả ở trong cây rồi ta nhổ cái nấm đi thì anh phải cái theo cái nấm đó mà đến cái nhà của cái ông đó ăn trả nhân quả là vậy. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thưa Thầy, trong đường về trở về Phật giới, người có công đức và phước đức bằng nhau, khi thức dậy sẽ thấy mình ở trong bầu tròn nửa trắng, nửa vàng. Bầu tròn nửa trắng, nửa vàng này là do công đức và phước đức của mình phát ra bao quanh trung ấm thân hay là do hoa tiêu ạ? Cái lực ở trong thế giới này đó, anh mà phước dương thì anh ở trong cái bầu trời sáng. Phước âm thì cũng ở trong cái bầu trời nửa sáng nửa đen. Còn mà anh có cái công đức với phước đức đó, thì công đức cái màu sáng vàng và cái màu đen, không đen đậm mà nó là cái màu sáng vàng và đen nhạt. Đó là tất cả những người ở làm người mà khi đã mất rồi thì phải vào trong cái bầu này. Cái bầu này gọi là cái gì? Gọi là trung ấm thân cho cái bầu này. Vì như thế mà một vị thần nhìn được cái này và quyết định anh đi đâu, người ta thực thi nhân quả cái đó là cái chỗ đó đó. Cái bầu này gọi là trung ấm thân, thấy không? Còn khi mà anh mà nó đen rồi, cái bầu trong muốn thăm mà nó đen quá rồi thì chắc có nước rồi địa ngục á. Rồi thần thực thi nhân quả bằng cách là đá anh rớt xuống địa ngục, anh đi đâu anh đi 18 tầng đó, anh nặng tới mức nào thì anh vào cái tầng đó, thấy không? Còn khi mà anh mà có công đức thần nhiều thì anh ở trong cái bầu gọi là vàng sáng trong, ở trong cái bầu gọi là trung ấm thần. Mình thấy mà, chính mình thấy mình. Ở đây mình chỉ thấy cái bề mặt của mình thôi chứ không thấy toàn diện của mình. Mà trung ấm thân mặt nào nó cũng thấy hết. Có nghĩa là nó thấy, nó ngồi trong cái bầu tròn, nó biết nó ở đâu. Vì thế mà nếu nó công đức nhiều á, nó ở trong cái bầu tròn mà không thấy bất cứ hình gì thì chắc chắn mình được giải thoát. Vì thế giới này không ai dám lại đụng anh nữa. Thì anh chỉ nước rơi thôi. Vì thần không dám, thần không dám thì làm sao cô hồn dám? Mà cô hồn không dám thì làm sao bà con dòng họ mình tới được? Nó xóa hết mà. Vì thần, cô hồn, bà con dòng họ mình là cái gì? Là mang điện từ. Vì thế mà điện từ này không dám lại gần cái trung ấm thân này. Vì thế mình được tự do trở về Phật giới. Cái bài mà dặn dò về Phật giới đầu tiên là người ta dạy cái này trước. Rồi người ta mới dạy nửa này nửa kia, sao nữa là công đức ít, phước đức nhiều.
ác đức nhiều. Nó có ba cái trường hợp. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thưa bác, có lần cháu nghe bác nói bộ sách về Thiền Tông có 18 quyển. Vậy những quyển còn lại thì bao giờ bác cho xuất bản ạ? Thưa. Hello. Thưa bác, có lần cháu nghe bác nói bộ sách về Thiền Tông có 18 quyển. Vậy những quyển còn lại thì bao giờ bác cho xuất bản ạ? Bộ sách Thiền Tông bây giờ nó xuất bản 11 quyển rồi đó. Mà giờ người ta chỉ cấm cái quyển quyền ký thôi, mấy quyển kia nó không có cấm. Nghe không? Còn xuất bản thì xuất bản rồi. Giờ còn cái quyển giáo lý, anh muốn hỏi là quyển giáo lý như gì? Giáo lý thì muốn xuất bản thì nó không phải đơn giản đâu. Mà ở Việt Nam mình nếu mà xuất bản được cái này thì phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận đề nghị chính phủ cho xuất bản cái này, tôi sẽ cung cấp. Còn bằng không thì ngoài ra không, đừng có mong ai mà. Mới gần đây tôi thấy nhiều người đến xin cho coi quyển giáo lý. Tôi biểu làm giấy giới thiệu đi rồi tôi cho. Mà coi là phải xuất bản chứ không phải coi rồi đi ra nói tầm bậy. Muốn mà xuất bản giáo lý này thì phải có cái hội đồng. Tôi trình bày cho cái hội đồng và có luật sư, có chính quyền làm cứng. Anh coi cam kết là phải xuất bản liền, không chần chờ. Mà xuất bản thì không phải nhỏ. Nó có hai trường hợp. Một là xuất bản mỗi gia đình một quyển. Hai, xuất bản dân Việt Nam 100 triệu phải xuất bản đủ 100 triệu quyển thì tôi mới cho. Chứ không phải mà nói xuất là xuất đâu. Rồi cam kết rằng cái quyển giáo lý này xuất bản ra ai chịu trách nhiệm. Vì cái quyển giáo lý này nó nói rõ từng chi tiết một. Bất cứ cái gì từ chính trị, văn hóa, đạo giáo nó nói hết bóng luôn, từng thời gian một. Đó, rồi nó thì nếu mà giáo hội đồng ý lập trường có cái đề nghị đi rồi tôi sẽ trình, tôi đem cái quyển giáo lý ra tôi trình, tôi đọc hết, đọc là phải xuất bản liền. Nhà xuất bản phải đến họp. Có đồng ý không? Đồng ý ông cho xuất bản không? Mà nhà xuất bản á, muốn xuất bản là phải Bộ Nội vụ, không phải nhà xuất bản đường thường nữa đâu. Về nhà xuất bản nó thuộc về Văn phòng Thủ tướng mà nó trực thuộc Bộ Nội vụ quản lý. Thì cái này nó phải thành phần là Giáo hội Trung ương nè, Văn phòng Thủ tướng nè, nhà xuất bản và Bộ Nội vụ. Phải bốn cái thành phần này đến đồng ý cho xuất bản, tôi đưa cung cấp liền, 5 phút sau tôi được. Còn không cái thì hoàn toàn không có. Nếu đi ra ngoài trật cái quy lực này không, hoàn toàn không xuất bản được. Vì tôi không có thể chịu trách nhiệm trong cái chuyện này được. Tôi chỉ là con người được Thiền Sư Ni Đức Thảo giao cho tôi bằng cái kinh Vô Tự đã dịch ra và tôi viết lại. Tôi viết rất đầy đủ, tôi viết tới viết lui là tôi chuẩn lại toàn bộ hết. Hiện bây giờ tôi đã hoàn thành, chỉ cần mong lại, còn không ấy khi tôi mất thì nó mất theo, nó sẽ biến thành kinh Vô Tự trở lại. Giờ nó đi vào không gian nó ở, nghe không? Anh hỏi là hỏi cái quyển giáo lý này chứ không phải là tất cả quyển sách kia. Tất cả quyển sách kia cho xuất bản mà duy nhất chỉ có quyển quyền ký cấm. Nha, mà bây giờ tôi cũng đang nói vấn đề mà cái quyển quyền ký. Còn quyển giáo lý thì chưa xuất bản mà chỉ nghe danh từ giáo lý thì đạo Phật Thiền Tông thôi chứ không có nghe thêm một cái gì nữa hết. Rồi anh thắc mắc thì hỏi, còn mà không ấy qua chuyển qua câu hỏi khác. Tiếp theo là tánh Phật có được phép luân hồi qua cả bốn dòng tộc vàng trắng đen đỏ không, hay chỉ luân hồi trong một dòng tộc cho đến khi trở về Phật giới ạ? Thưa thầy, tánh Phật có được phép luân hồi qua cả bốn dòng tộc như là da vàng, da trắng, da đen, da đỏ không, hay chỉ luân hồi trong một dòng tộc cho đến khi trở về Phật giới ạ?
vô đây mà mang cho bằng dòng tộc á, thí dụ bây giờ dòng tộc ABC mà vô đây mượn dòng tộc A mà nó có liên quan với B thì phải lăn lộn vậy đấy. Mà bây giờ tôi nói thiệt á, vô đây á, tất cả những người giờ còn sống đây thì có nghĩa là dòng tộc nào cũng có hết á. Thì tùy theo cái nhân quả mình tạo ra rồi đến cái dòng tộc đó để mình trả nhân quả. Nó có nghĩa là trên cái đất này nó dòng tộc nào cũng có mình ở trong đó rồi. Nhưng mà hiện bây giờ thì mình may mắn mình vô Việt Nam, vô cái họ nào của Việt Nam vậy đó, thì ở trong đó thôi. Rồi hết cái đời này làm sao? Vì thế mà Đức Phật ông nói là khi mà luân hồi mà trở lại chỗ cũ không phải dễ đâu. Muốn trở lại cái dòng, bây giờ thí dụ mà ông bà đó là vợ chồng nhau mà giờ đã rã rồi ha, thì ông đi một đàn, bà đi một nẻo, biết chừng nào gặp lại. Nó cái quy luật nhân quả nó vậy. Còn ở đây là mình cũng gì thương tiếc này kia là do cái tưởng thôi. Do cái tưởng rồi mới tạo ra buồn, thương, giận, ghét vậy thôi. Chứ làm sao mà đã cái số kiếp nó đã vậy. Quy luật luân hồi, giờ mình suy nghĩ nha. Một trái xoài mình ăn, mình bỏ cái hột đó, cái hột xoài nó ở Mỹ á, mình về đây mình ăn, mình bỏ hột xoài đó, rồi giờ nó đi đâu? Chừng nào nó trở lại cái gốc của nó? Thì con người mình nó cũng vậy. Hiện giờ ở đây, ở trong gia đình này, khi đã mất rồi phải luân chuyển theo quy luật vật lý, biết chừng nào trở lại. Nó khó là chỗ đó, để, bởi vì nó là muốn trở lại cái chỗ cũ không phải dễ đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thần và cô hồn đều mang thân điện từ, nhưng tại sao thần thì phải chịu nhân quả, còn cô hồn thì không chịu nhân quả? Bây giờ tôi hỏi anh Lợi vậy nè, ai cũng mang thân người hết á, tại sao người ở dòng tộc mà người đi làm cô hồn các đảng ngoài? Làm cô hồn các đảng nó không có quy luật ai hết á. Nó chỉ trừ trường hợp mà nó bị bắt á, thì nó bị nhân quả thôi. Nguyên tắc ở đây, nếu mà nói chuyện giống như mình ở đây hiện giờ có, thế giới nó có mafia đó, ai bắt được nó, lâu lâu tóm được một thằng thôi, chứ sự thật nó là một cái chân rết khắp toàn cầu chứ không phải nhỏ đâu. Có nghĩa là anh mang thân người, anh ở trong cơ quan này thì anh phải quy luật cái cơ quan này, ở trong dòng tộc này thì anh phải chịu cái này, trong gia đình này anh phải chịu này. Có nghĩa là con người không phải là anh giống một thứ đâu. Con người nếu anh ở trong quân đội thì anh phải chịu kỷ luật sắt quân đội. Con người trong hành chánh thì anh phải chịu quy luật thép của hành chánh. Chứ làm sao mà thoát, cũng con người thôi. Rồi con người ở trong công ty thì chịu quy luật của công ty. Con người ở trong gia đình phải chịu quy luật của gia đình. Anh không ở trong gia đình để làm cô hồn chịu ai. Không có kỷ luật nào nó bắt nữa. Trừ trường hợp bắt. Mà mình ở đây cái xác thân của mình đó nó còn bắt được, còn cái cô hồn nó bắt không có được. Thấy không? Cô hồn nó bằng điện mà nó đi rất nhanh chứ không phải như mình mà đi ra đi mà một giờ có mấy cây số. Cô hồn ở đây nháy mắt nó chạy qua tới Mỹ rồi, làm sao bắt nó được? Thấy không? Mà nó đi cả trong cả một cái bầu hoàng đạo này không phải nhỏ đâu. Nhưng mà nó không ở được không, nó phải về cái bầu hoàng của trái đất này thôi. Muốn bắt cô của hồn không có dễ đâu, ai đủ tư cách bắt nó. Nó phải bằng tay bằng chân á thì nó còn cột mình được. Còn giờ nó bằng điện làm sao cột nó? Anh cũng điện, tôi cũng điện. Nó làm thu quy luật. Còn cái thần này làm nó tại nó chịu vào trong cái quy luật này nó phải chịu. Nó phải chịu thôi, chứ cũng không ai bắt ai đánh nó được đâu. Nếu nó không chịu thì đuổi nó ra thôi. Cái thần mà ở trong này mà không có chịu nghe thì anh bỏ, anh không làm thừa thần thừa hành, đẩy cho anh làm cô hồn á. Thì vì cái danh dự của loài thần, vì thế mà nó phải nghiêm túc thực hiện theo ba cấp trên của nó đó. Mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Duy nhất chỉ con người bị bắt thôi, còn bên kia nó bị bắt. Mà cái loài mà mang gọi là cái mang cái quy luật nhân quả thì cái anh thần này có được quyền thực thi nhân quả đó. Có nghĩa là anh không được nào, anh chạy đâu chạy, thí dụ anh đầu thai vô con heo, nó dí anh chạy vô con vô thú là như nó hút vô liền. Thấy không? Hút vô đó là anh không có chạy được. Vô cái tử cung rồi, bất cứ tử cung gì đã vô không ra được.
tử rồi, chết rồi, cái cung chết rồi, anh không thoát ra được đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, người tu thiền tông được trở về Phật giới, bỏ lại xác thân ở thế giới này, thì cô hồn có thể chui vào xác giống như xác của một người được vãng sanh không ạ? Tất cả những người mà mất rồi thì giống như mình ở đây, cái xe hơi giống như xe hơi, nó lấy, nó mất điện rồi, nó lấy ra, làm sao anh chui vô, anh có chui vô nó không sống được, thấy không? Có nghĩa là cái cơ chế hoạt động con người là nó cơ chế hoạt động vật lý và nó hoạt động theo nhân quả. Anh đã đi ra rồi, cái nhân quả nó đóng lại rồi, là cái xe này giống như bò, tất nhiên giống như chiếc xe mà nó gỡ máy ra rồi, anh có vô cũng không mang thua vậy. Đó, mình phải hiểu cái thế giới nó là vậy. Chứ không phải là bây giờ người ta chết rồi, sống thì nhờ cái sự sống, nhờ cái hoạt động cơ chế của vật lý. Còn về vật lý nó đi ra rồi mà anh vô làm gì? Làm sao vô cho điều khiển cho cái thân này nó sống được? Không được. Rồi anh hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: thưa thầy, người tu thiền tông khi sống tạo nhiều công đức, nhưng khi chết trong vòng 49 ngày người nhà vẫn thấy về báo mộng, vậy người này có được trở về Phật giới không ạ? Được, lặp lại. Dạ thưa thầy, là người tu thiền tông khi sống tạo nhiều công đức, nhưng khi chết trong vòng 49 ngày người nhà vẫn thấy về báo mộng, vậy cái người được, người này có được trở về Phật giới không ạ? Tu thiền tông được vô lượng công đức, chết rồi đi ra đi liền chứ làm sao. Còn báo mộng đó là ai? Báo mộng để cúng chứ gì? Thì sư phụ, siêu phụ bao, là gì, xung quanh mình biết bao nhiêu siêu phụ à, cũng giả để cho cúng chứ có gì đó. Mình tưởng đâu là đã về Phật giới rồi còn cúng gì? Có nghĩa là sư phụ tới, tao là ba mày, mẹ mày đó, tao giờ chuẩn bị về Phật giới thôi mà cho tao ăn bữa cơm. Nó dụ với làm gì có cái chuyện đó. Quy luật nhân quả có nghĩa là anh cạo công đức vô lượng, anh không còn ở đây được nữa, bắt buộc anh thoát ra cái quy luật này. Rồi cái sao? Rồi cô hồn á, cô hồn nó thấy vậy thì nó giả, chứ làm sao có cái chuyện đó. Mình phải tu thì tông phải sáng suốt ở chỗ này. Lục đạo luân hồi anh đi đâu? Nếu đã tu thiền tông thì không nên nhớ là tu thiền tông là không có đi, không tạo được mấy kia thì làm sao vô mấy kia được. Đó, thành mà phải hiểu này, đừng có làm ông, mấy ông thánh. Mấy ông thánh đó là bổn hiện ra cho mình cúng vậy thôi. Cái người mà nhẹ dạ là sẽ cúng, cúng mà ổng ăn chứ có ai ăn đâu. Rồi mà cúng được một lần, cái vài bữa nữa ta chưa về, cúng tao bữa nữa đi, rồi sao? Mình phải tu thiền tông, tu bằng trí tuệ, chứ đừng có tu bằng cách tưởng tượng. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, trong lời dặn dò và 13 con đường luân hồi, con không thấy có con đường nào vào hầm 10 tỷ năm. Vậy sau khi trái đất vỡ ta ra, thì trung ấm thân này có được quay trở lại làm người không ạ? Bây giờ á, cái trong 12 con đường luân hồi và một con đường trở về Phật giới, chứ không phải con 13 con đường luân hồi. Mà cái này á, cái người nào mà vi phạm, duy nhất chỉ có cái người mà muốn đi vào trong cái hầm lửa lớn á, thì gọi là cái hầm lửa, cái hầm 10 tỷ năm á, thì cái người này duy nhất chỉ là người tu, nên nhớ là người tu. Mà người tu vật lý muốn triệt phá cái thiền tông này, người tu vật lý mà triệt phá thiền tông này chắc chắn là phải xuống cái hầm 10 tỷ năm. Có nghĩa đi xuống từng địa ngục 18, từng địa ngục 18 nó automatic, nó mở cho rớt ra vô trong hầm 10 tỷ năm. Khi trái đất trở lại bể thì bể thì trái đất khác nó đến mình cũng phải đi vào trái đất mà nó thế cho cái Nam Diêm Phù Đề này nè. Mình trở lại làm trung ấm thân lại, nhưng nói là khi mà một người mà vào hầm 10 tỷ năm mà trở lại này,
đầu thai ưu tiên lại làm con người, nhưng mà con người đần độn ngơ ngẩn, nó phải hiểu đó, phải lên hoặc phải qua 10 đời Phật nữa mới trở lại tỉnh táo được. Cứ chết đi sống lại làm con người vậy hoài đó. Phải đợi một vị Phật thứ 11 xuất hiện ra thì người này bắt đầu mới trở lại con người bình thường được. Nó là nhân quả, nó trừng trị những kẻ mà lợi dụng triệt phá đạo Phật Thiền Tông. Vì thế mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cảnh cáo rằng: người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê Thiền Tông. Mà xưa ổng không nói Thiền Tông, mà ổng là khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái quyển kinh chỉ cho con người khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là tuyệt đỉnh trong 12 quyển kinh Đại Thừa của Phật giáo. Là anh chỉ chê cái quyển kinh này mà nó còn vậy, còn anh chê cái Thiền Tông thì anh sẽ như thế nào đây? Thì hình phạt, cái hình, cái nhân quả nó sẽ gia tăng lên. Còn gia tăng bao nhiêu thì tùy theo cái lực phá của cái này. Có nghĩa là cái người này không khi nào mà hối cải là triệt phá cho bằng được. Vì thế mà cái quyển quyền ký này bị cấm, thì coi chừng cái ban bệ câu báo cho biết trước. Cái ban bệ mà cấm cái quyển này, coi chừng hầm 10 tỷ năm đón mấy ông đó. Tôi nói cho biết, tôi cảnh cáo mấy ông đó, ai cấm thì người đó sẽ xuống cái hầm 10 tỷ năm. Đây là tôi là người chính thức đứng ra phổ biến Thiền Tông học này. Tôi được nói tất cả, ai muốn hỏi gì tôi nói hết cho nghe. Mà tại tôi thấy cái quyển quyền ký mấy năm mà không được tái bản, thì tôi sẽ báo cho biết trước. Cái người nào cấm thì ra thì cứ cấm, không sao. Tôi chỉ báo trước cho rằng con đường đi tới chỗ đó, nó sẽ đi tới chỗ đó để bị cái hầm á, thì cứ chạy đi, không tin cứ chạy đi, rồi tới đó sẽ thấy. Thấy không? Người nào đứng ra cấm cái quyền ký này chắc chắn 100% phải xuống hầm 10 tỷ năm sống. Mà 10 tỷ năm theo thì giờ nó cũng còn ngắn lắm. Trái đất 10 tỷ năm mà bây giờ mới nói tới 7 tỷ rưỡi là anh chỉ còn sống có 2 tỷ rưỡi thôi, không sao đâu. Xuống đi có 2 tỷ rưỡi năm nữa thôi. Thì nó cũng ra được. Đó. Rồi, thắc mắc thì hỏi tiếp. Hỏi. Câu tiếp theo: xuống âm phủ phá cửa địa ngục, chuyện này liệu có đúng không ạ? Thưa thầy, là xuống âm phủ phá địa ngục, chuyện này liệu có đúng không ạ? Này đúng của mấy thằng điên. Đúng của mấy thằng điên làm gì? Ông thật còn không phá được, mình ngồi đây xuống phá địa ngục, thì con mấy thằng tâm thần xuống dưới nó phá thôi. Nghe không? Nó không tâm thần là nó cũng điên loạn thôi. Rồi hỏi câu khác đi. Câu tiếp theo: màu sắc hoa tiêu giả của vị thánh có phụ thuộc vào số công đức, phước đức và ác đức của mình không ạ? Thưa thầy, là màu sắc hoa tiêu giả của vị thánh có phụ thuộc vào số công đức hay phước đức và ác đức của mình không ạ? Cái hoa tiêu giả đó là có nghĩa là mình đi đây nó làm cái giả, chứ đâu có lệ thuộc gì cái này, mà do cái lệ thuộc nhận thức của mình nó tạo. Hoa tiêu giả thì vị thánh cũng lấy bằng điện từ dương trong trái đất này, nhưng mà nó lấy không hết cái âm, vì thế mà cái hoa tiêu giả nó thành nó có cái hình ở trong, hoặc là nó không có sáng được, nghe không? Thành ra nếu chỉ có vị Phật á thì mới lấy được cái điện từ dương trong này, mà lấy nó lọc được cái âm, nó phát cái dương không, thì trong cái điện này, trong cái hoa tiêu này không bất cứ có cái gì trong đó. Gọi là ngày xưa đấy, trong cái câu chuyện mà có là có con ngỗng chúa uống sữa, duy nhất chỉ con ngỗng chúa đưa một cái ly sữa mà nó uống sữa, còn cái nước nó để lại đó, rất tuyệt kỹ. Thì trong đạo Phật có thí dụ là con ngỗng chúa uống sữa,
Vì thế mà tất cả những vị Phật ở đây đã muốn nói cái gì? Vị Phật tạo qua tiêu rồi một cách hoàn hảo, còn vị Thánh tạo qua tiêu vụng về lắm. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, khắp càn khôi vũ trụ dây nào cũng có nơi công bố, một dây nào cũng có nơi công bố huyền ký. Như vậy, trong khắp càn khôi vũ trụ, một dây nào cũng có một người được trở về Phật giới, có đúng không ạ? Nó nhiều lắm chứ không phải một người đâu. Bây giờ con tính vậy nè. Cái tam giới mình là 6 cái hành tinh, 10.000 năm phổ biến công thức ra một lần. Thôi bây giờ mình chơi, nó đúng là có 1.800 mấy chục năm thôi, bây giờ tính 2.000 năm cho nó dễ đi. Tất nhiên trái đất này 2.000 năm nó sẽ có một lần công bố quyền ký ra. Mà một tiểu thiên thế giới nó là gì? Là 1.000 cái tam giới thì nó phải 6.000 cái kia không? Thì giờ cho trừ ra một con số 2.000 năm, bây giờ còn lại có 200 năm. Một trung thiên thế giới thì nó có 20 năm. Một đại thiên thế giới nó có 2 năm. Mà một tam thiên đại thiên thế giới nó trừ tới 3 lần nữa thì kể như ngày nào cũng có. Mà trong càn khôn vũ trụ này là tam thiên đại thiên thế giới, nó có hằng hà sa số vậy. Thì mình tính ra không phải là trong một giây nào cũng có công bố quyền ký. Nhưng mà công bố quyền ký nên nhớ một điều á, là vị Phật á, Phật cả mới đi được thôi nha. Còn Phật huynh, Phật con hoàn toàn ở trong đại thiên thôi, hoặc là trong trung thiên, tiểu thiên thôi. Đó, vì thế mà người ta muốn tạo là tại sao có Phật cả, Phật huynh chỗ này nè. Để ta đi khắp trong càn khôn vũ trụ để người ta tạo công đức là cái chỗ này. Nếu mà tính ra đó thì trong càn khôn vũ trụ dây nào cũng có hết. Mà nên nhớ rằng một cái công bố quyền ký ra 100 năm thì mình nên nhớ rằng giờ nào là không có, ngày nào là không có. Chỉ cái người nào có cái năng lực đi khắp trong càn khôn vũ trụ thì người đó được quyền đi đâu. Người ta đi rất nhanh chứ không phải mình đi tính ngày tính giờ, không có đâu. Đình tính từ giây thôi. Vì người ta biết mà, biết ta, bởi vì một vị Phật toàn năng toàn giác, người ta biết cái hành tinh này ngày nào, hành tinh kia ngày nào, chỗ này chỗ nào, người ta biết hết. Đó, thì vì thế mà mới nói nè, một giây nào trong càn khôn vũ trụ cũng có công bố quyền ký của đức mẫu, của một vị Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông hết. Là vậy. Rồi, cô hỏi tiếp đi. Thưa bác, chúng con đã hiện tại đã hết câu hỏi. Chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Alo. À, tiếp theo xin mời cô Nông Thị Nguyệt đặt câu hỏi ạ. Thưa bác. Alo. Thưa bác, trước khi đặt câu hỏi, con xin phép bác. Sáng nay con đến sớm, con có nhờ anh em bên kỹ thuật chép lại một cái video clip mà con sưu tầm trên mạng. Vậy con xin phát cái đó trước khi hỏi được không ạ? À, được, con cứ cho phát trước đi rồi. Dạ, mời anh em kỹ thuật cho giúp phát cái video clip mà sáng nay cô Nguyệt có nhờ chép lại ạ. Và cái chỗ Long An, chúng tôi cũng xin, tất nhiên là vấn đề này vấn đề lớn. Cuộc hội nghị này chúng tôi sẽ trình với Hòa Thượng Chủ tịch, trình với cái phiên họp và ban thường trực sẽ được diễn ra vào khoảng giữa tháng 7 tây lịch. Thì đây là vấn đề mà Chư Tôn Đức đang bức xúc, và cũng là sự bức xúc chung của tín đồ Phật giáo khi nghe những buồn băng bài viết được xuất bản. Thực ra nếu chúng ta làm việc một cách nghiêm túc thì chẳng có gì chúng ta phải đặt nặng với đâu.
Cái đó nói thật. Nếu anh chấp nhận theo quy định của chúng tôi, của hiến chương, của các quy định của giáo hội, thì anh sẽ là thành viên của chúng tôi. Còn nếu anh cho chúng tôi là không đúng, cho giáo lý của chúng tôi là không được, thì anh không cần thiết phải gia nhập vào chúng tôi. Không đơn giản là thế. Có gì đâu. Không? Bởi vì tất cả ở đây ta không tranh luận là đúng hay sai, không tranh luận đúng với sai trong vấn đề này. Mỗi người có một cái quyền nhận thức của mình, nhưng không được xúc phạm đến người khác theo điều 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Những điều nghiêm cấm, những điều vi phạm nghiêm cấm luật tôn giáo, cái định rõ đó là xúc phạm đến danh dự, đến nhân phẩm và đến tôn giáo của người khác. Đó là luật quy định những điều nghiêm cấm. Như vậy anh cảm thấy anh không thích, anh cho chúng tôi là không phù hợp, thôi anh khỏi cần gia nhập. Anh độc lập từ lúc bây giờ, nhà nước cho anh hoạt động hay không là chuyện của nhà nước, không liên quan tới chúng ta. Hôm nay thường trực trên vùng 2 đã cung kính quý vị về đây và mời quý vị ban tôn giáo của tỉnh thành phố và ông Nguyễn Thanh Xuân, chuyên viên ban chính phủ về để lắng nghe cái phát biểu ý kiến cái hoạt động của thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Những lộn xộn trong này có cái ông cư sĩ là Nguyễn Công Nhân, ông này ông tham gia này thì ban trị sự Long An về xem lại, và hôm nay có ban tôn giáo của Long An về cuộc trình bài với tỉnh ủy, ủy ban xem lại cái chùa này, tân diệu này, và xem lại cái ông công nhân này, Nguyễn Công Nhân này như thế nào tham gia đi sâu vào đây, thì không thể để cái việc này nó xảy ra kéo dài. Hội nghị giao ban đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ và nhất trí cao. Thưa bác, con xin hỏi, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, tại sao bác dạy công bố cuốn huyền ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, dạy pháp môn thanh tịnh thiền của Như Lai để cho loài người giác ngộ và biết đường giải thoát, thì các vị trong giáo hội Phật giáo Việt Nam lại chửi và không cho bác được tiếp tục công bố ạ? Bây giờ cái vấn đề mà cái quyển huyền ký này nè, xuất bản thì tôi cũng biết rằng khi xuất bản ra thì rất nhiều người chống đối, tôi biết trước chứ không. Là vì Thiền sư Niết Thảo đã dạy tôi rằng con công bố này ra rất nguy hiểm, mà cả một cái hệ thống giáo hội chống đối là chứ không phải là con có chịu nổi cái sức chống đối này không. Tôi mới nói ra là mẹ cứ đưa đây, nhưng mà tôi không có công bố liền đâu, hỏi với chừng nào con công bố. 80 tuổi con công bố. Nếu con sống tới 80 tuổi con sẽ công bố. Là vì sao? Vì luật pháp ở đâu cũng vậy. Cái người già rồi, người ta cho là nói tầm bậy, người ta không có chấp. Vì thế mà tôi phải lợi dụng cái này, 80 tuổi tôi công bố. Vì thế mà tôi vừa công bố ra, tất cả người ta bảo tôi là tâm thần quan tưởng, cái ông bịa đặt. Nhưng mà người ta không ngó tới tôi được là gì? Tại vì tôi lớn tuổi rồi. Cái câu chuyện này nó chứng minh rằng á, ông Phạm Văn Thừng, trưởng ban tôn giáo của tỉnh Long An, khi họp có đứng ra nói một câu này nè. Các ông nên nhớ rằng ông Nguyễn Công Nhân này là 80 tuổi đó. Ông mà nói nặng mà rủi ông chết tại đây là mấy ông ở tù hết. Thấy không? Có nghĩa là cái thế của tôi đứng vào trong cái thế tiểu già là thế thứ nhất. Còn cái thế thứ hai của tôi, trước khi tôi công bố quyền này là tôi 68 tuổi tôi bắt đầu tôi viết, 12 năm sau tôi mới công bố ra là đúng 80 tuổi. Thấy không? Nhưng mà tôi viết là tôi tính hết rồi, tôi phải bắt buộc nhà xuất bản tôn giáo anh phải tham gia vào cái chuyện này. Tại sao? Vì anh là thuộc về xuất bản về chuyên nghiệp về tôn giáo, anh thấy đúng mình mới cho xuất bản. Tôi cũng sợ là không biết là có an toàn không, tôi mới nhờ nhà xuất bản Hồng Đức, là nhà xuất bản văn học và luật, tôi mới hỏi
xuất bản cái này có được không? Ông nói được, cái này thoải mái, này đâu có gì đâu ấy. Vì thế mà tôi căn cứ vào bên tôn giáo và bên luật xuất bản cái này. Khi vừa xuất bản này ra thì trong quyển giáo lý Đức Phật có dạy, khi con xuất bản cái quyển giáo, cái quyển quyền ký này ra, tức khắc con phải xin công bố ra liền. Mà nên nhớ chứ, công bố là phải công bố bằng chính quyền cho phép nha, giáo hội cho phép. Con phải làm cho nhanh để mấy ông trở tay không kịp. Nếu mà con chậm một cái, nó đọc được cái quyền ký mà nó hiểu được một cái là nó cấm con liền. Vì thế mà trong khi tôi xuất bản và công bố 3 tháng thôi là xong, là xong xuôi. Vì thế mà 6 tháng sau giáo hội mới biết rằng cái quyển này nó phá cái thế giới vật lý, thành ra mới ra cấm. Cấm gì, nó đã qua rồi. Giống như cô mở cửa đã ra khỏi cửa rồi, muốn cấm mình đóng cửa lại đóng, không thua gì hết. Vì thế mà giáo hội Phật giáo á, chống đối rất đúng. Là vì thế cái này ông Phật biết trước. Cái thời kỳ đồ đồng không dạy được, mà cái thời kỳ văn minh cũng không dạy được, mà phải chọn cái sơ hở của người ta. Sơ hở mấy cái ông vật lý này, ông cho phép con phải làm liền. Con chần chờ là con chết. Mà tôi nói thật, tôi chỉ chần trễ một ngày là cái quyển quyền ký không công bố được. Vì khi mà cái ngày Chủ nhật á, tôi công bố ra 8 giờ sáng công bố, 7 giờ yêu cầu tôi phải ngừng. Tôi nó muốn ngừng thì đưa giấy đây, tôi ngừng. Tổng ấy, có 5 phút sau tôi la lên rồi làm sao ấy. Thì muốn ngừng thì phải có giấy. Anh cho tôi bằng giấy và anh ra lệnh thì anh phải có giấy. Mà tôi hỏi ngày Chủ nhật ai làm việc đâu mà làm giấy. Ai nhà Đức, ai là... Tôi gài vô trong cái thế, mấy ông không thể bắt tôi được. Vì thế mà nói xin lỗi giáo hội Phật giáo Trung ương, nói thì rất đúng. Là vì cái này nó chỉ phổ biến cho người trí thức và người khoa học. Còn người mà dính vào cái cúng tụng lại lục cầu sinh, nó thuộc về con người thời kỳ đồ đồng, không chấp nhận nổi cái này. Về đây mà tôi lừa, tôi nói thật tôi lừa, tôi đá cái banh rất ngoạn mục, đá vô gốc thành luôn. Tôi bắt gôn chạy bên đây, tôi đá bên kia, rồi vô ào xong. Vì thế mà mấy ổng nói gì nói, chứ bây giờ nè, nếu mà nói mấy ổng giỏi thì tại sao là tôi công bố quyền ký 2 năm mấy ra rồi. Tôi mời tất cả những người trong giáo hội và tất cả những người thầy mà có học vấn cao, cỡ nào tôi biết là đây đâu chắc tôi. Nếu cái này nó giả hoặc là tôi không trả lời được thuận lý, dẹp chùa đóng cửa, tôi đồng ý liền. Mà 2 năm mấy đâu có ai đâu. Còn bây giờ mấy ông nói xin lỗi, ông vuốt đuôi tôi chơi vui thôi. Tôi đã ra khỏi cửa rồi, ông đừng có đóng mất công lắm. Tôi đã ra rồi à. Thì bây giờ tôi xem cái này thì tôi cũng biết đây là, tôi nói thật là tôi lừa mấy ông luôn á. Nếu tôi không lừa cái này là cái quyền ký không ra được. Nên nhớ một điều, cái quyển giáo lý này là cái quyền ký này là nó phá vật lý, nó nói chuẩn quá toàn bộ của thế giới này, mà mới 60% còn chịu không nổi. Còn nếu tôi nói 100% sao đây? Thế giới vật lý này tôi phân tích từ, bởi vì cái chùa Tân Diệu chưa, trên thế giới chưa có chùa nào dám giải thích cõi vô hình, mà chùa Tân Diệu dám giải thích cõi vô hình. Đây là cái quyết định của cái tất cả các tín ngưỡng đó. Tôi không nói tôn giáo hoặc đạo giáo, mà tôi nói về tín ngưỡng. Phám phá được cái này là tín ngưỡng không còn tín ngưỡng tầm sai nữa chứ không vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng cái thế giới vật lý này chỉ có 10% là người có cái bộ óc khoa học thôi. Còn bao nhiêu thì cũng là bộ óc cúng tụng lại thôi. Thì cái sống nữa, dầu cái quyển quyền ký có ra nhưng mà vẫn sống được là sao? 10 người mà có người bỏ thôi, còn 9 người ta theo thì mình khỏe quá, tổn hại nó có bao nhiêu đâu. Thấy không? Thành ra hỏi vậy cũng rất hay. Mà tôi nói là tôi nói thật tôi lừa, tôi lừa cả giáo hội luôn. Tại sao cái quyển 10 mấy năm mà tôi không đề cập đến cái vấn đề này, mà đợi công bố ra rồi tôi bắt đầu tôi mới nói. Nói ra ông mới phát hiện là 6 tháng sau là đã chạy mất, chạy xa quá rồi. Thấy không? Thì đừng có lo. Bởi vì tôi biết là cái quyển giáo lý ở quyền ký mà công bố ra không ai chịu nổi đâu. Nếu người tu mà chuyên môn cầu lại cúng tụng lại chịu không nổi. À, thì nói đúng ra thì thôi, tôi cũng xin lỗi mấy ông, tôi lừa mấy ông vậy thôi, giờ tôi cũng ăn năn rồi đó, nhưng nó lỡ rồi đó.
Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói nếu chùa Thiền Tông Tân Diệu không tham gia với giáo hội cũng không bắt ép, và Thiền Tông Tân Diệu có thể tách ra nhưng phải chịu sự quản lý của chính quyền và nhà nước. Nhưng bên chính quyền nhà nước thì lại nói nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng ý cho chùa Thiền Tông Tân Diệu tách ra và phải có bằng văn bản thì chùa Thiền Tông Tân Diệu mới được hoạt động. Vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp từ bao nhiêu, từ năm tháng 8 năm 2018, bây giờ là tháng 11 2019, vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức cho chùa Thiền Tông Tân Diệu. Vậy theo ý con, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đẩy sang cho chính quyền lại đẩy sang cho giáo hội, cũng giống như thầy nói một trận đá banh, hai bên đá qua đá lại như vậy. Thì con xin hỏi, hiến chương của Giáo hội Phật giáo ngang bằng hay cao hơn luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ạ? Bây giờ tôi nói cho cái này nè, nói đúng ra đó, chính ông Nguyễn Văn Thừng đó, là trưởng ban tôn giáo chính phủ đã nói thế này: giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên nguyện Đức Hòa và Đức Huệ cùng ông Nguyễn Công Nhân không thỏa thuận được, thì ông Nguyễn Công Nhân được quyền rút chùa Thiền Tông Tân Diệu ra hoạt động theo luật tín ngưỡng số 2 của Quốc hội và chánh quyền sẽ quản lý. Tôi có về, tôi đơn, tôi khi đó đó, bữa 14 tây tháng 5 tới 1 tây tháng 5 tôi mới làm cái đơn xin rút ra, 1 tây tháng 7 rút ra. Tôi gửi đi đến nay thì không trả lời, nhưng mà sau này tôi có gửi là ông Thích Phổ Tuệ một lá lơ thứ hai cũng không trả lời. Rồi tôi gửi cho ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ một lá đơn cũng chưa trả lời. Thì chính quyền xã Tân Mỹ có nói thế này: cứ hoạt động bình thường, nhưng mà cái vấn đề mà giữa cái chùa Tân Diệu với giáo hội phải dứt khoát rõ ràng thì mới có, thì xã nó mới cấp cái giấy là hoạt động đúng theo luật. Còn bây giờ nó đốm ra giữa cái giáo hội và cái chùa mình đang tranh chấp. Vì thế mà bữa 3 tây tháng 11 tôi có nói là nếu giáo hội nói cái tranh chấp về cái chùa này tôi đồng ý thì nhờ ông đưa ra tòa đi xử. Nếu tòa nói cái chùa này của ông tôi giao. Còn nếu không ông thua thì ông phải cho tôi hoạt động, mà tới nay cũng không nói là trả lời. Nhưng mà tôi biết theo luật pháp á, khi bất cứ một cái nào tôi đúng 2 năm, 1 tây tháng 7 2008 tôi sẽ gửi cho chính phủ, tôi gửi cho thủ tướng và chủ tịch nước vào Quốc hội một cái đơn đề nghị mấy ông phải giải quyết cho tôi. Là vì hiện giờ giáo hội làm thinh, nếu tới đây mà giáo hội làm thinh thì bắt buộc nhà nước phải giải quyết cho tôi. Có cho thì phải là con cho phép đàng hoàng, không thể hoạt động lậu được, nghe không? Còn nếu mấy ông ấy thì phải hỏi giáo hội tại làm sao mà ta xin 2 năm không cho, thì ban tôn giáo chính phủ phải hỏi là cái giáo hội Phật giáo. Thì đợi tới đó như thế nào, bây giờ còn mấy tháng nữa. Chứ bây giờ rồi còn một cái ông nào mà văn phòng 2 của giáo hội Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nói nếu tuân thủ đúng hiến chương thì chùa Tân Diệu là thành viên của giáo hội, còn nếu không tuân thủ đi ra ngoài hoạt động. Ông nói cái đó là giáo hội nói, tôi sẽ lấy cái phần này tôi sẽ trình, tôi tới đây tôi sẽ trình giáo hội là giữa ông đó nói vậy. Rồi tôi hỏi lại với ban tôn giáo chính phủ, ông trưởng ban tôn giáo chính phủ Long An nói vậy đó, giờ ông giải quyết cái vụ này như thế nào, phải giải quyết dứt khoát. Nếu cái pháp, tôi đưa ra hai điều kiện, nếu cái pháp môn Thiền Tông này là không có thật thì cứ cho ông dẹp, còn nếu có thật thì phải cho nó hoạt động đúng theo luật pháp. Còn nếu cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này giáo hội của nói của giáo hội thì giáo hội đưa bằng chứng ra chùa này ông cất, tôi vô tôi chiếm, trục xuất tôi ra được,
đất này của ông mua, tôi đồng ý. Nhưng mà phải ra tòa quyết định là, chứ không phải ông nói cái miệng ông được, ra tòa quyết định. Nha. Thì sắp tới, đây là tôi nói thiệt, cũng vừa rồi mà ông Bụi Hữu Dược có nói một câu nè. Một phóng viên nhà báo hay là một ông thầy, ông bảo là đề nghị là giáo hội, ban tôn giáo chính phủ phải giải quyết dứt khoát cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Thì ông Bùi Hữu Dược có nói vậy nè, muốn giải quyết dứt khoát có văn bản đưa tôi, nói người ta tu sai chỗ nào đưa tôi biết, tôi sẽ giải quyết liền. Mà giáo hội đâu có đưa, thấy không? Thì tôi rất quan nghênh vì ông Bùi Hữu Dược nói rất đúng luật pháp. Anh muốn giải quyết cái chùa này thì anh kiện người ta là cái gì, trật trúng cái gì, phổ biến cái đạo Phật Thiền Tông này có đúng với đạo giáo của Phật, đạo Phật không? Em phải chưng bằng cớ. Mà tới nay chưa thấy nghe nói gì. Thì tôi dù ông mấy ông mà có ngậm miệng, tôi cũng nói vài tháng sau tôi sẽ nói. Tôi phân tích mà. Ông nói nếu cái chùa này của ông thì ông trưng bằng chứng ra, đưa ra tòa lấy lại, tòa phán ra tôi mới đưa giao lại à. Chứ tòa không phán tôi không giao, mà phán tôi không, tôi không đồng ý. Thấy không? Rồi thứ hai nữa, giáo pháp Thiền Tông này không có thì ông báo cáo là phải có văn bản là không có, trình với ban tôn giáo chính phủ, ban giáo đưa tới tôi chấp vấn, tôi thua, tôi dẹp cái Thiền Tông này. À, vừa rồi tôi có nói câu rõ ràng ở đây, nếu chùa Thiền Tông Tân Diệu mà dẹp thì tất cả chùa trong nước Việt Nam, người nào thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, chùa đó là ma luôn đó, ma đạo luôn đó, tiếm đi. Đó, nếu mà chùa nào có thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là ma đạo đó, thì phải dẹp luôn. Nếu dẹp tôi thì phải dẹp ông đó, vì cái ông này là cái dòng Thiền Tông 28, ông đi theo cái này, ông đưa cho ông Trần Nhân Tông, rồi ông Trần Nhân Tông đưa lại cho hai tổ nữa, rồi tổ thì mới âm thầm đưa cho một thầy nào mới đưa cho Thiền Sư Ni Nước Thảo. Chứ nếu mà cái hệ thống Trần Nhân Tông mà không đưa cái này rồi bà Thảo biết đường đâu, biết đâu mà lấy ra mấy quyển sách này. Vì thế mà ông Trần Nhân Tông ông có viết ra một cái bài kệ kêu bằng dòng chảy mạch nguồn thông 204 câu, tôi đã khắc cái bản bên hông nè. Rồi ông viết ra cái cuốn mà Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng. Mà cái quyển thứ ba, cái thứ ba còn viết là cuộc đời và ngộ đạo 36 vị tổ Thiền Tông Ấn Độ Trung Hoa và Việt Nam, chính ông Trần Nhân Tông viết mà tôi không có để. À, mà tôi chỉ lẽ đây tôi giấu, mà bây giờ vừa rồi tôi nói thật, cái quyển này là của Trần Nhân Tông viết, tôi chỉ là người lộn ra tôi viết lại thôi. À, thành ra con nên nhớ rằng dầu giáo hội có trả lời không trả lời thì bắt buộc phải thời gian tới phải trả lời cho tôi. Còn xã nói rằng nếu mà chừng nào giữa chùa Tân Diệu và giáo hội giải quyết xong, giáo hội đồng ý cho chính quyền cấp phép thì chính quyền 5 giây cấp liền. Thì mình cũng phải thông cảm chính quyền, bởi vì chính quyền giữa tất cả những cái gì mà đang tranh chấp thì nhà nước không có xen vô được. Giải quyết gì hành chính cho xong đi rồi nhà nước sẽ xen vô. Đó, thì con hỏi chú trả lời cho con vậy đó, thắc mắc gì thì hỏi thêm. Dạ. Thưa bác, trên tay con có cuốn bản đồ tu Phật của soạn giả Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và do Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1990. Trong này nói rất rõ về Thiền Tông quyển 1 và Thiền Tôn quyển 2. Có ghi rõ về Như Lai Thanh Tịnh Thiền và dòng truyền thừa của các vị tổ Thiền Tông, cũng gồm 28 vị tổ sư Thiền Tông ở Ấn Độ, 6 vị tổ vị Thiền Tông ở Trung Hoa, trong đó gồm cả Đức Đạt Ma Sư Tổ, và dòng Thiền Tông ở Việt Nam có mấy dòng, trong đó có dòng phái Trúc Lâm Yên Tử, và sơ tổ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và nhị tổ là Pháp Loa, và tam tổ là Huyền Quang. Rất rõ. Vậy con xin đặt câu hỏi là từ năm 1990 cuốn bản đồ tu Phật đã nói rõ về Thiền Tông, tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam không coi là tà tông, mà khi thầy Nguyễn Nhân giảng về Như Lai Thanh Tịnh Thiền thì mọi người lại nói đây là tà tông, không đúng chánh pháp.
Vậy có sự phân biệt giữa cư sĩ và các vị tỳ kheo không ạ? Bây giờ nói về pháp môn Thiền Tông này, tôi nói thiệt là 1949 là nước Trung Quốc đã thay đổi chủ rồi, từ quân chủ trở thành xã hội chủ nghĩa năm 1949. Sau đó thì cái cuốn này nó được, sau đó cái cuốn giáo lý đã ở quyển ký của Đức Phật bí mật truyền thế giới Thầy Nhà Tông, nó được cái ông Khương Vũ Đại á, ông chép lại toàn bộ cái này, ông mới xuất bản ra. Vì thế mà Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ông mới nắm được cái này, là vì nói thiệt từ tất cả Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa, Thích Tâm Châu đều biết cái chuyện này hết. Nhưng mà ngày xưa mấy ông không có hiểu là cái cốt tủy của nó, vì cái cốt tủy của nó nằm ở trong cái quyển giáo lý. Quyển giáo lý là cái quyển kinh vô tự. Khương Vũ Đại cũng không biết được. Khương Vũ Đại là người Trung Quốc cũng không biết cái được này. Vì thế mà năm 49 thì một số người Trung Quốc di cư qua Việt Nam thì có đem một cái số này ra. Vì thế mà 1950 thì Thiền Sư Ni Đức Thảo đã nắm được cái này. Thì trong đó thì có ông Thích Thiện Hòa, Thích Thiện Hoa, Thích Tâm Châu và Thích Thành Tự, kể cả Minh Đăng Quang biết hết cái này. Nhưng mà mỗi một ông hiểu một kiểu. Vì thế mà nó viết lệch đi. Tại làm sao mà Thiền Sư Ni Đức Thảo viết được cái này? Vì cái Thiền Sư Ni Đức Thảo là được cái sứ mệnh của Phật Thích Ca Thái Tử Tất Đạt Đa giao cái nhiệm vụ công bố này ra. Vì thế mà Thái Tử Tất Đạt Đa mới chỉ cái kỹ thuật mà lấy kinh vô tự, lấy chữ trong kinh vô tự ra. Vì thế mà cái dòng Thiền Tông nó mới đáp tới đây. Chứ nếu mà ngày xưa, nếu mà cái kinh vô tự mà không viết bằng chữ không tự, thì tất cả ông Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa, Thích Tâm Châu và Thích Thanh Từ, kể cả ông gì quận 11 cũng nắm được luôn. Tại vì mấy ông không nắm được cái quyển giáo lý. Nó có giáo lý nhưng mà không có chữ, mấy ông không làm được. Vì thế mà ông không hiểu được cái cốt tủy của cái đạo Phật Thiền Tông này. Đó, có lý do vậy thôi. Chứ còn mấy ông hiện giờ tôi nói Tịnh Giáo Hội Phật Giáo vậy, mấy ông tiến sĩ như ông Thích Nhật Từ, Thích Lễ Thọ, Thích Phước Tiến hoàn toàn là mù hết, không hiểu cái này đâu. Mấy ông này chuyên môn về Tiểu Thừa chứ đâu phải mà Thiền Tông đâu. Nhưng mà mấy ông nói là tu cũng như Tứ Diệu Đế là Thiền Tông, nói tầm bậy. Tứ Diệu Đế là một trong 37 pháp quán trợ đạo của Tiểu Thừa. Mình quán cái trợ đạo này phải có một người trợ giúp mới thành công được. Nhưng mà những người mà nghe tôi nói nhiều rằng mà nghe ai trợ giúp thì tự biết, chứ tôi không nói ở đây. Tất cả 37 pháp quán này phải có một người trợ giúp. Vì thế Đức Phật là quán trợ đạo. Có một người trợ giúp cái này thì cái đạo nó mới ra được. Thấy không? Vì thế mà nhiều người cũng quán được người ta trợ giúp. Nhưng mà giúp cái khác, giúp cái đạo khác chứ không phải cái đạo Thiền Tông. Nó vì cái này, cái nguồn gốc tôi nói là tại làm sao mà ông Quỳnh Thạch ổng giao tôi 1152, vì ổng ra ổng cũng qua 1149 ổng mang đi rồi bao nhiêu nữa mà nó tràn nó thôi. Mà hồi năm 49 là khi mà cái thể chế của người Trung Quốc thay đổi thì tất cả những người gì ta có ta đi hết, ta di tản ta đem đi thôi. Mà nó may mắn là nó có những quyển sách này, mà cũng may mắn là trước nữa, trước năm 49 thì ông Trần Thái Tông được vua của nước Trung Quốc ngày xưa tặng cho một bộ sách này. Chính cái bộ sách này nó đi dòng Thiền Tông, mà ông Trần Nhân Tông mới sai là các người phải đi theo cái dòng này để mà đưa cho tới miền Nam, tới đất rồng miền Nam phổ biến ra. Vì thế mà ông có nói câu là khi tới cái đời đó, đó, tới lúc đó là cái tỉnh Long An chưa có. Tỉnh Long An lúc đó là còn của ai? Là của người Chiêm Thành. Thấy không? Chứ không phải là của mình bây giờ. Vì thế mà biết mấy, bởi vì cái miền Nam Việt Nam mình mới có hoàng thiện nay mới có 340 năm thôi. Đó, mình thành ra mới biết cái chuyện này. Mình may mắn là nó đúng là cái dòng Thiền Tông nó đi theo cái tuần tự mà do Đức Phật điều khiển. Đi đi, còn mấy ông kia là chỉ lộm được thôi.
lộn được những cái quyển sách nói về thiền tông thôi, chứ hoàn toàn không phải là đi theo cái dòng thiền. Là vì lúc đó người ta in mà 5.000 trang in hàng loạt ra, thì ông thích Thiện Hoa, Thiện Hòa, thích Thanh Từ, rồi ông thích gì ở quận 10 ông gì mà xin tổ sư thiền á, thì ông cũng nắm được hết. Nhưng mà điều cái cốt tủy về thiền tông không biết, vì thế mà không hiểu cái điều này đó. Thành ra bây giờ xin lỗi mấy vị mà ở trong giáo hội Phật giáo, hoặc là mấy ông thầy như thích Phước Tiến, thích Lễ Thọ, thích Nhật Từ, hoàn toàn mù cái này, không biết. Không biết thiền tông là cái gì, tôi dám quả biết. Nếu tôi nói vậy, ông thích Lễ Thọ, ông thích Thanh Nhật Từ, ông thích Phước Tiến, không nói tôi không mù lại đây. Tại đây đâu chắc cho tôi cái thiền tông này, tôi bao xe luôn nha. Ông vừa ra tiếng đi, cho lên điện thoại, tôi con người tới rước ông. Thấy không? Nó, tôi bảo đảm là mấy ông này tôi mù quá. Vì tôi mù, đã tôi mù mà còn chửi tôi tâm thần nữa. Tôi tâm thần mà tôi đã đi khám bệnh rồi, mà mấy bác sĩ nói tôi đâu có đâu. Thấy không? Đó, thành ra con hỏi chú mới nói vậy. Bởi vì cái thiền tông này bắt đầu có nhiều, sẽ có nhiều người hỏi đến cái cốt tủy, tôi sẽ nói cho nghe. Nhưng mà giờ con chưa hỏi cốt tủy, tôi chưa nói. Tôi mong rằng ai ở trong này hỏi được, tôi sẽ nói hết về cái thiền tông này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Xin đặt câu hỏi tiếp theo. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn có dạy, những ai muốn nói kinh Pháp Hoa cho người khác nghe, thì người này phải vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai rồi mới vì đại chúng nói. Xin thầy giải thích. Bây giờ nói tóm ra là ai muốn nói cái này phải thông được cái cốt tủy của đạo Phật. Bây giờ nếu mà tôi nói đây mà tôi cái áo này là cũng áo của Như Lai đó, mà áo lao động. Còn nếu mặc áo vàng là cái áo để người ta lại tôi, áo này lao động không ai lại tôi đâu. Thấy không? Tất cả những trang phục của thiền tông hoàn toàn là của Như Lai dạy ba phẩm cấp: Phật tử, Phật gia và thiền gia hoặc thiền sư. Đó là áo của Như Lai. Còn vào nhà Như Lai là cái nhà phải thanh tịnh. Vì thế mà khi tôi tiếp quản trở lại cái nhà này, mấy ông vật lý thì vô đánh ầm ầm, đánh, tôi không có đánh, đóng kín mít luôn. Không ai được, không ai được quyền ở trong này. Có vô đây không có nói chuyện. Đó, đây là nhà Như Lai, là nhà thanh tịnh nó vậy. Còn sở dĩ ngày nay nói được là cái ngày này mình được phép, có ai hỏi mình trả lời, nó mới ổn như vậy. Chứ nếu mà hết trả lời thì đóng cửa lại, nó rất thanh tịnh. Đó, là nó là vậy. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Ok, tiếp. Trong buổi giải đáp ngày 10 tháng 11 năm 2019, thầy nói các vị tổ sư thiền tông không về Phật giới được, không biết đường về, tại sao ạ? Bây giờ tất cả những gì muốn về Phật giới phải là công bố quyền ký mới biết đường về. Còn nếu mà không biết đường về Phật giới thì bây giờ mấy tổ là cái gì? Là những cái vị giống như là giao liên đó. Từ điểm mười mấy điểm, từ điểm 1 qua điểm 2, điểm 3, điểm 4 gì thôi, đó là giao liên, mấy ông tổ gọi là giao liên thôi. Chứ ổng cũng biết cái căn bản, nhưng mà cái đường về Phật giới không biết là sao. Vì đường về Phật giới nó phải nằm trong kinh vô tự, mà ổng cũng bắt kinh vô tự mà ổng không đọc được, làm sao ổng biết đường về. Mà lúc đó mà ổng có biết nữa cũng không về được. Là muốn về Phật giới phải có công đức, nhưng mà làm sao tạo công đức đây? Không có người, không có cái đối tượng thứ hai để tạo công đức thì làm sao vậy? Bây giờ công bố quyền ký nó mới có đối tượng dạy, đối tượng độ. Chứ ngày xưa ông tổ muốn độ để cho về Phật giới để có công đức mà nói ai nghe đâu. Vì thế mà ông có nhiệm vụ, ông có nhiệm là tổ dẫn mạch nguồn thiền tông, muốn về Phật giới theo thiền tông đợi công bố ra rồi học, cũng giống như bao nhiêu người khác tạo công đức về Phật giới cũng phải qua truyền thiền. Tổ dù có ngồi đây cũng phải truyền thiền. Đây cái luật của nó vậy mà. Chứ không phải muốn hồi đó là tổ thì tôi đồng ý, nhưng mà ông chưa có cái cấp bằng này.
Và anh muốn truyền thiệu anh phải là một thiền gia, một Phật gia thì mới về Phật giới được. Nó giờ anh tổ bất cứ gì anh phải qua công thức này mới về Phật giới được. Nói cho con biết vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: tại sao người tu theo thiền tông thì người đời cho là kẻ vô tâm, vô tình, vô cảm, vô dụng, không có ích ạ? Vô tâm là người ta buông mà còn gì nữa. Nó buông 16 tháng người nó đứng cứng rồi, thì cái vô tình, vô cảm, vô thương yêu giận ghét nó nằm ở trong cái tưởng. Mà buông rồi cái tưởng nó mất rồi, rồi làm sao phát ra cái kia. Thì không vô tình là gì? Có nghĩa là mình, ví dụ con tu thiền tông mà ai nói gì con cũng lầm thinh rồi sao? Thì người ta nói con vô tình, nhưng người ta đâu có biết con là tu thiền tông, tu buông đâu, thấy không? Vì thế mà Đức Phật có dạy là tuy tu là tu, nhưng mà lúc nào sử dụng tánh người thì sử dụng, lúc nào sử dụng tánh Phật là sử dụng. Đừng có buông, buông hết là chết. Đang cầm cái chén canh hay chén gì biểu buông, thả xuống rồi cơm đâu ăn, canh đâu mà uống, phải không? Bắt buộc bởi vậy tu thiền tông phải sử dụng tánh người đúng lúc đúng thời và sử dụng vừa phải thôi. Còn đó chứ không phải buông là buông cái lúc mà mình cần buông, chứ không phải lúc nào cũng buông. Đang tậm triệu đồng đi chợ biểu buông, thả rồi mất đi mua đồ, không có tiền mua là sao, chửi mình sao. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: Phật tử thiền tông thực hiện thanh tịnh thiền và được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Hiện tượng rơi này chỉ xảy đến một lần hay còn những lần khác nữa không ạ? Một lần thôi. Cái gì cũng vậy, đến với một lần thôi. Chứ đến lần thứ hai là coi chừng mấy ông kia, ông giả đó. Mình muốn lần thứ hai là ông thánh, ông giả đó. Thấy không? Thì cái gì xảy ra một bất ngờ thì được, phải đúng. Còn mà nếu mà trước đó mình ham muốn mà mình có là cũng không đúng. Mình ham muốn là ông kia không biết liền. Thì nó tạo bất ngờ không ham muốn mà nó xảy đến là đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: vì sao phần đông Phật tử thiền tông đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông, bí mật thiền tông, đã mở được con mắt đạo mà không dẫn dắt được những người còn chìm trong u mê mờ tối, mà còn bị những người này lôi kéo dẫn dắt ngược trở lại nữa? Có phải số đông Phật tử thiền tông này chưa thật sự giác ngộ đạo giải thoát nên mới chạy theo sự cuốn hút của vật chất nhân duyên nơi thế giới này? Thế giới này mà nói tôi mở mắt đạo là gì? Mở mắt của hồn chứ đạo gì? Là nó nhập vô, thánh nhập vô á, để mở mắt đó, nó ta là này đã kia đó. Vì thiếu gì người nói về tôi tành đạo thành cái gì? Và bao nhiêu tín ngưỡng ở đất nước này nói là người ta thành đạo, người ta lập đó. Thành cái gì? Mà có đi dạy người ta thì cũng dạy trong cái luân hồi chứ làm sao giải thoát. Chính những người mà tu lâu đời, mấy đời mà còn không hiểu thì làm sao mấy người sau này mà hiểu được. Là người ta lợi dụng cái đạo để người ta tuyên bố cho nó vui vậy thôi. Tuyên bố mục đích là người ta để cho người ta lại cúng tiền và lại người ta thôi, chứ không có gì lạ. Bây giờ thiếu gì nhan nhãn á, ông này ngộ này, ông kia ngộ kia, thiếu gì mà hỏi giải thoát sao không biết. Đó, thì cũng ngộ đó, đợi nhiều người đó. Đó là người ta lợi dụng thôi. Vì ông Phật nói đây là thế gian mà. Cái thế giới này vậy đó, nó gian lắm con ơi, kệ nó. Nó muốn nói gì nói, cho nói thoải mái luôn. Con muốn thử người thiệt người giả hỏi chứ thưa thầy, công thức giải thoát làm sao? Nói đúng là phải. Còn nói không đúng thì ông cũng thuộc về thế gian thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo: trong kinh Đức Phật Thế Tôn có dạy, nhanh như một cái chớp mắt, nhanh như một cái nắm mở bàn tay, phiền não và niết bàn cũng như vậy. Có phải ý Đức Thế Tôn muốn chỉ cho đệ tử của Ngài thấy bức tường ngăn cách giữa sanh tử và vô sanh không? Bây giờ đó mình ngộ đạo hay gì, nó nhanh lắm. Mà đừng có nói ngộ mà ngộ liên tục, không được. Tất cả những người nói à, tôi thấy cái mở bằng con tánh Phật của tôi thấy năm này tháng kia là trật. Cái mà Phật nhãn mở ra trong nháy mắt thôi, anh nắm được là nắm được là nó đi qua. Cảm nhận được cái
cái hương vị này, cái mùi vị của cái tánh Phật là chỉ trong nháy mắt thôi, mấy giây thôi, nó lâu lắm là chỉ 1-2 giây thôi chứ không có lên được. Thì đó là mấy người ngộ đạo thiệt đó. Còn ai không làm được cái này mà nói tôi mở ra cái thấy này là đó là thấy theo kiểu thánh giúp mình đó. Muốn thì ông thánh ông hiện ra liền, thì là mình ngộ đạo. Thì bây giờ nhiều người ngộ đạo bằng cái kiểu này, thấy không? Vì thế mà Đức Phật nó cái gì nó rất nhanh như điên chớp vậy, thấy không? Còn nếu mà không phải nằm ở trong cái trạng thái này hoàn toàn không được. Mà tất cả những người mà được như vậy, ông Phật sẽ theo kề cận với mình liền. Ông giúp cho mình, mình muốn làm cái gì ông Phật giúp cho mình hoàn toàn. Sẽ có một vị Phật ưu tiên giúp cho mình những người kiến tánh này. Mà tôi đã từng nói là hiện giờ chưa thấy ai có kiến tánh. Nó thật, khi công bố quyền kiến tánh này chưa thấy ai kiến tánh, mà chỉ có coi sách vở rồi nói tôi kiến tánh thôi. Chứ sự thật kiến tánh bằng sự thật khó lắm. Bất cứ người nào mà kiến tánh rồi muốn cất cái chùa rất dễ dàng. Ông Phật sẽ yểm trợ tối đa luôn. Muốn làm cái gì ông Phật kiểm đạt cái đó. Với điều kiện anh phải kiến tánh thật sự, chứ đừng có kiến tánh giả. Mà kiến tánh của hồn, kiến tánh mà gọi là tánh của hồn thì thôi, ông Phật ổng né xa luôn á. À, phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Có nhiều người muốn được giải thoát, họ đã gặp được Pháp Môn Thiền Tông, họ cũng đọc sách nghe máy, nhưng đọc và nghe hoài không hiểu được, không nhận được gì cả. Như vậy là vì sao? Có phải vì căn tính chậm, hoặc là do nơi họ không có chút công đức nào nên không thể lãnh hội được pháp tu này? Tất cả những người mà muốn vô cái thiền tông, anh phải có công đức hoặc là A-di-đà thọ ký, có hai con đường đó thôi. Còn không được cái này thì hoàn toàn tất cả dù có cố gắng cỡ nào là do cái thánh nó ẩn trọng hết rồi, thánh ở trong người mình hết rồi, đi ra ưa nói chuyện trên trời đó là mấy ông thánh đó. Ông thánh suối mình làm đó, thấy không? Thành ra nó khó gặp. Bây giờ thành ra muốn vô cái thiền tông rất khó chứ không phải dễ đâu. Một là phải có công đức, hai là phải thọ A Di Đà thọ ký qua khai kiến Phật. Còn nếu mà không có cái này khó vô, đọc thì cho nó vui thôi chứ được, mở ra không làm gì được hết, bởi nó khó. Vì thế mà ông Phật nói là một triệu người có một người tu thành công thôi. Nhưng mà thường thường thì nói mà khi đã lọc tới mà truyền thiền 100 người còn có được vớt được có 5 người 3 người thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Kinh dạy rằng Đức Thích Ca Như Lai khi còn là Bồ Tát uống 3 cái đấu 6 thăng cháo sữa mới thành Phật. Xin hỏi 3 đấu 6 thăng cháo sữa là gì? Cái này là của mấy ông tiểu thừa nói, chứ đâu phải trong đại thừa đâu có nói này. Trong trường ở Hàm nó có nói cái chuyện này, thấy không? Còn cái vấn đề mà cái thiền tông này là nó chỉ thẳng mà, chỉ thẳng tánh người, chỉ thẳng tánh Phật. Ai nhận được đúng công thức mới thành Phật, nên nhớ đúng công thức mới thành Phật. Còn 3 đấu kia là do cái ông vật lý, ông tiểu thừa ông nói để chi, để người ta cúng tiền cho ổng thôi. Mục đích sau cùng nó thì tu cỡ nào cũng tiền thôi, chứ không phải đạo. Chưa có nào mà dám buông, thiền tông mới dám buông thôi. Mấy ông kia dám buông không? Điển hình là mấy người mà tu đi khất thực, đi vòng vòng đã rồi, nhận được tiền. Rồi thì đã mình đi, mình khất thực mà người ta đưa tiền mình, đây là cái nhân quả người ta đến cho mình rồi. Đó, mình phải hiểu cái thế này. Bởi vì tại sao khi mà Đức Phật dạy 5 pháp môn rồi, ông Phật mới bỏ hết đi, tôi sẽ dạy cho cái pháp môn thứ 6 rồi giải thoát, không ai chịu đồng ý nữa. Tại sao rồi không đồng ý? Tại vì cái thời kỳ đó con người ta cái khả năng chỉ có nhận được là thực tế thôi, hiển linh và linh thiêng thôi. Chứ hồi đó mình nói là không có này không có kia không được. Không có trời, không có đất, không có Phật, không có tiên, không có thánh, không có thần, không ai chịu nổi, bắt buộc phải có hết. Nhưng mà bây giờ thiền tông ra đời là ta giải thích rằng Phật là cái gì,
thần là cái gì, người con gì, thánh là ai, ta nói hết rồi. Cái này người ta nói cho hiểu chứ không phải người ta bác. Có nghĩa là trong thế giới này anh muốn tu thành lên trời thì anh đâu có công thức tu chứ thì không có nữa, đâu có bác. Vì thế giới vật lý anh muốn lên, bởi vì người ta nói là cái này ra phá cái tịnh, phá cái tịnh độ, tôi không phải. Có nghĩa là chỉnh cho anh muốn lên tịnh độ phải hiểu cho rành, chứ đừng có làm chuyện mất công. Tu mấy chục năm mà giờ không lên nước tịnh độ, chết không lên nước tịnh độ sao? Anh cứ anh ngồi anh gõ mỏ, còn bà không chịu cúng đồng nào phải làm sao? Đi là phải về phương tiện là phước đức, mà anh ông cúng anh mới, anh mà kêu bằng anh làm phước anh mới có phước đức. Còn anh ngồi anh gõ mỏ phước đức gì, anh gõ mỏ cho nó vui thôi chứ làm gì có phước đức chỗ đó, thấy không? Thành ra bắt đầu người ta không hiểu, người ta tưởng đâu tiền tông ra là nó phá tịnh độ, không phải, ta nói là ta chuẩn lại thôi. Anh muốn tu thì phải tu cho đúng. Giống như mình ở đây mình đi du lịch, ra công ty du lịch mà cứ cầu xin lại ông giám đốc cho con đi du lịch ông lại 1000 năm nó cũng vậy thôi. Rồi nó nói mình bị điên nữa, muốn đi không cần. Lời nói ông, chào ông, tôi đi Mỹ 1000 đô tôi có nè, tôi đưa ông nữa. Rồi mày lên đi, rồi ta phát cho một cái vé liền, có đâu có lãi gì đâu, thấy không? Thành ra đạo truyền tông ra là nó chuẩn lại, nó nói rõ ràng từng pháp môn, chứ không phải là phá ai hết. Nhưng mà ngày xưa người ta lầm, bây giờ nói là cho hiểu vậy thôi, chứ là phá ai, truyền tông đâu có phá đâu. Mà tại người ta hiểu rồi, rồi mấy ông giáo hội cấm tôi, chứ sự thật, tôi nói bằng sự thật, chứ đâu tôi phải tôi nói tầm bậy đâu. Bây giờ tôi anh muốn có thần thông thì phải đọc thần chú nó mới hiển linh. Còn muốn giảng sanh thì phải làm phước, nó mới có công dụng đi được. Mà ông tưởng là tôi nói thiền tông là phá mấy kia, phá gì? Tiểu thừa 37 pháp quán trợ là 37 ông có người giúp ông mới thành đạo được. Còn anh tu mà anh ngồi thiền mà không ai trợ giúp thì anh không thành đạo được đâu. Đó, bây giờ nói nếu mà nói tôi nói sai, giờ muốn thành đạo gì trong 37 pháp quán lại đây. Tôi chỉ 5 phút thôi, anh về làm đúng y vậy, anh thành liền. Đó, tôi chỉ rõ ràng. Còn nếu mà không có, anh lại chửi tôi làm gì cũng được hết. Tôi chỉ cho cách thành đạo, tôi chỉ cho thánh hiển linh, tôi chỉ luôn. Chứ làm gì không có, đây là tôi chỉ bằng công thức đàng hoàng, mà anh phải làm cho đúng. Bây giờ anh muốn thành đạo cái đó thì anh phải làm như thế nào, rồi anh mới rước cái ông thánh nào tới, ổng ăn rồi ổng giúp anh. Chứ anh cúng, anh lại anh cúng không mà anh không rước ông thánh không được. Trong 37 ông thánh này, mỗi ông thánh phụ trách một cái câu chuyện. Anh muốn tu thành A-la-hán thì phải ông thánh A-la-hán lại đây giúp đi vào trong cái tuyệt đỉnh của cái thanh tịnh thiện này, thấy không? Rồi anh muốn mở lòng từ bi thì phải có ông thánh từ bi nó bủa vô anh, rồi anh tự nghe nó mát, rồi anh nói ra tất cả những người xung quanh nghe anh nói thích liền, gọi là quán từ bi. Đó. Bởi vì ngày xưa mà Đức Phật cũng dạy nè, ổng quán thân bất tịnh, dạy mấy ông thầy ổng quán thôi, cái ông thấy dơ quá ổng đem ổng tự giận, ổng đẩy vào ổng đậm chết, ông phải tờ tao bãi chứ dạy mày á là để biết nó vậy chứ đâu phải tụi bay dạy về tự giận. Đó. Ông Phật chỉ dạy thấy thôi, quán bất tịnh, quán có 5 phút thì không chịu không nổi cái thân này, nó xảy ra vậy đó. Hoặc là ai là do một ông thánh hiện ra làm cái chuyện này, thành ra cái người tu người ta tưởng ấy ta mới sát hại người ta. Nó chứ đâu phải mà cái thiền tông ra đời nói chuyện tầm bậy, mà ta nói bằng sự thật, mà sự thật mà cho hỏi tự do, chứ không phải là sự thật rồi tôi nói tôi trốn. Không phải như có nhiều người nói dữ lắm mà biểu cho hỏi không dám, cho hỏi tự do không dám. Không, nó sai là sai cho nó. Rồi con hỏi tiếp đi, còn nhiều câu hỏi lắm. 3 rưỡi. Alo, xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Kinh dạy rằng không rời trí huệ gọi là huệ ngân. Nếu tâm là không thì hiểu và không hiểu đều là thật. Nếu tâm là có thì hiểu và không hiểu đều là hư dối. Xin thầy giải thích. Cái này lý luận của mấy ông tiểu thừa chứ không phải thiền tông đâu. Cái này nói chỉ lòng vòng thôi. Ông không hiểu rồi ông nói chỉ lòng vòng thôi. Nếu mà tiểu thừa mà bát nhã thì ông nói rất đúng. Mà cái này tiểu thừa của cái mấy ông chấp,
mà nói phân tích để cho mấy người không hiểu đến nhờ được cúng tiền thôi. Mục đích của mấy ông này có vậy thôi, chứ không có gì khác hết rồi. Muốn hiểu bất cứ gì phải hỏi Thiền Tông, là giải thích hết cho nghe. Còn ba cái tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, đây là cái lý luận thôi, lý luận mà trong Bát Nhã nó lý luận mới đúng. Còn cái này là của mấy ông tiểu thừa, rồng là tiểu thừa, thành ra không có đúng chút nào hết. Nói để ru ngủ những người nghe thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo của Trần Ngọc Vũ ở Cần Thơ ạ. Hỏi câu số 1: vì lý do gì quyển giáo lý Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa trong Đạo Phật? Hiện nay bác đang giữ mục đích nhằm xóa đi tất cả những gì nằm trong mê tín dị đoan. Mà tại sao đảng và nhà nước, giáo hội Phật giáo, chính phủ Việt Nam không công nhận cho phép phổ biến ra? Này hỏi tầm bậy. Chính phủ đâu có xuyên vào cái chuyện này chi. Chính phủ, nhà nước là cái chuyện người ta quản lý về hành chính của nhà nước và quản lý đạo. Còn cái chuyên môn là phải hỏi ông giáo hội. Giáo hội hỏi là phải ông giáo hội. Ông giáo hội không cho ra thì phải hỏi ổng. Chứ còn bây giờ chú nói ra thì sao được. Chú đâu có biết ổng sao, ý ông sao à. Còn nói là chính phủ không cho, không phải. Chính phủ cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nhưng mà cái này không cho là do giáo hội. Vì mình là khi trước kia mình là thành viên giáo hội, giáo hội nó cấm. Nhưng mà bây giờ mình ra rồi mà giáo hội nó chưa đồng ý. Vì thế mà nhà nước, chính quyền địa phương không ký cho mình hoạt động đúng theo luật pháp. Mình hoạt động đây là hoạt động đúng theo luật tín ngưỡng, nhưng mà chưa giải quyết được cái vấn đề giữa chùa Tân Diệu và giáo hội, nên chính quyền chưa cấp giấy gì thôi. Đừng, cái hỏi này nó sai. Con muốn hỏi này thì phải hỏi giáo hội lý do gì quyền giáo lý là tinh hoa Đạo Phật mà không cho ra. Con phải viết thơ con hỏi giáo hội thì giáo hội trả lời cho con. Bắt buộc nếu mà trong con hỏi một tháng mà giáo hội không trả lời, con hỏi tiếp, cơ nhà đánh tiếp gửi hoài đó, thì bắt buộc tới cái thơ thứ 100 bắt buộc giáo hội phải trả lời. Thì cái câu đó, cái thơ thứ 10 nó, ủa tôi gửi tôi là tôi hỏi thiệt mấy ông mà tại sao mấy ông trả lời tôi, có ý bí ẩn gì trong cái chuyện này ông nói tôi nghe đấy. Con phải dùng những cái ngôn từ nghĩa là cứng rắn gì mới được thì người ta trả lời cho con. Chứ bây giờ hỏi chú chứ sao không cho ra, sao chú biết. Cái này thì hỏi giáo hội. Rồi hỏi câu khác đi. Câu tiếp theo: mê tín dị đoan do ai thành lập tổ chức phổ biến ra cho những người thiếu hiểu biết? Mục đích của họ để làm gì? Và ai có trách nhiệm dẹp bỏ triệt để tất cả những gì nằm trong mê tín dị đoan? Cái này, phần này nó hai cái vế. Mê tín là cái gì? Mê tín là tin lầm, tin không đúng sự thật là mê tín. Dị đoan là làm những kỳ cục kỳ quái. Cấm cái phần này, thứ nhất là phải giáo hội. Cái chùa nào mà giáo hội quản lý thì cái giáo hội phải cấm cái này. Cấm không được, nhờ chính quyền phụ cấm. Đó là cái luật của nó là vậy. Đó là cái câu thứ nhất. Còn câu thứ gì về... Còn ý thứ hai đó. Mục đích của người thành lập cho mê tín. Mục đích người ta lập cái này thì có gì đâu hả? Danh tiền. Mà tiền đi đầu, danh đi sau. Lập cái gì phải có tiền người ta mới lập. Không có tiền không ai lập. Có vậy thôi. Kể cỡ cùng mở cửa hàng con buôn bán vậy. Không tiền bán lỗ không khi nào mở. Phải hiểu vậy. Tất cả những gì có trên trái đất này hoàn toàn là tiền, không gì khác hơn. Anh tu không tu gì cũng tiền không. Mục đích đó là vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Bà nữ thì kể nó còn bây giờ nè. Tất cả những người trả lời cho anh ta. Con lựa thôi nào mà ở xa đó, đọc trước. Trong sách bác trả lời cho thiền gia Ngọc Lâm, người không muốn truyền thiền mà nghĩ tự trở về được Phật giới là đồng hành ma vương,
giờ bác nói không cần truyền thiền học được công thức là về, vậy có mâu thuẫn gì không ạ? Bây giờ nói truyền thiền là theo cái luật hành chánh, anh vô cái này phải truyền thiền ấy. Còn bây giờ tôi không truyền thiền mà tôi hiểu hết á, rồi sao tôi có công đức tôi về? Thì về ngày bây giờ nó không có cái chuyện mà học hàm thụ hoặc học dĩa hè. Chứ ngày xưa nó có, con ở nhà con học được, con đóng cái đóng tiền, người ta gửi sách vở đến nhà con gọi là học hàm thụ á. Bây giờ con vô trường mà con thi đậu thì đâu có phải nói vì thế mà ngày xưa nó có cái trường thi theo hệ thống quốc gia và tư nhân, hoặc là tu theo học theo cái hệ thống hàm thụ. Tôi vô anh đưa toán tôi làm đúng rồi anh cấm tôi đậu thì thôi, làm văn học hay anh cấm tôi đậu thì thôi. Thì cái thiền tông nó cũng vậy, anh vô đây anh khép mình vốn trong cái đạo Phật thiền tông anh làm thì anh vẫn về Phật giới được. Chùa thiền tông không phải dẫn anh đi đâu, mà do anh đúng cái thủ tục anh đi thì ông ngoài kia cũng vậy, đúng thủ tục người ta đi thôi, chứ nó phải vô thiền tông rồi thiền tông dẫn mình đi đâu. Có thiền tông đưa ra cái công thức nhưng mà vô đây nó rõ ràng hơn thôi, còn bên ngoài không được. Vô đây thì có nhiều khi nói nó sai. Đây gọi là vô đây gọi là học chánh quy, còn bên ngoài gọi là học hàm thụ. Ai làm đúng thì vẫn đậu như thường, ai làm đúng về Phật giới như thường. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Phật gia Nguyễn Thị Rim cống hiến xây chùa phổ biến thiền tông rất lớn. Như vậy vì sao khi mất Phật gia còn thấy hình bóng dòng tộc ạ? Nó giờ giải thoát rồi dòng tộc gì nữa. Nên ta đó khi mà có công đức rồi thì cái bầu nó sáng trưng, thần còn không thấy hướng chi dòng tộc. Mình phải hiểu vậy. Mà cái này trước kia ta đã nói trước rồi, trong thời gian trước rồi, chứ đừng có đưa vô cái phàm tình mà hỏi với cái chuyện mà linh thiêng, đừng có hỏi cái chuyện đó. Rồi hỏi câu khác đi. Thưa bác, cháu thấy bác viết kinh tiễn Phật gia về Phật giới, vậy Phật tử thiền tông muốn trước khi chết thì không được tiễn được hay sao ạ? Bây giờ cái tiễn này là chỉ tiễn Phật gia và thiền gia, không có tiễn Phật tử. Phật tử nó thuộc về chưa đi sâu được vào cái thiền tông này. Nhưng mà nếu Phật tử mà hiểu cho sâu đàng hoàng, người nhà vẫn được tiễn như thường. Nhưng mà nên nhớ rằng phải cho rõ, chứ còn đừng làm mất công. Làm cái gì phải cho nó rõ, chứ đừng làm chuyện mất công phí sức. Vì thế mà ta khuyên là phải được lên Phật gia để cho nó hợp tình hợp lý về cách tiễn đi. Chứ mà tiễn Phật tử mà tự tử giống như mình chưa có đạt được cái gì hết rồi mà tiễn thì sao được. Nếu mình tiễn cái người nào mà tiễn nó sai với cái luật của thiền tông. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ câu hỏi như sau. Xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Thế kỷ có câu thơ thế kỷ 20 hết mong hoa thiền chấm dứt là xong nơi này, xin thầy giải thích. Thế kỷ 30 chứ 20 gì? Thế kỷ 30 là tất nhiên là 300 năm sau. Bây giờ thế kỷ 30 đến đời qua thiền chấm dứt hết rồi. Thiền tông là cái này, là tất nhiên là khi ông Phật Thích Ca đó, ông nói là khi cái đời mạt pháp đó, là cái thượng pháp 1000 năm, trung pháp 1000 năm là 2, mạt pháp 1000 năm là 3. Nhưng mà cái mạt pháp đó, từ 2501 đến tới 3000 là dòng thiền tông bắt buộc phải ra. Mà mình ra đây thì 2561 năm, tất nhiên sau cái đời mạt pháp 61 năm mới được cái công bố này ra. Khi mà nó ra là ông nói là tới thế kỷ 30 bắt buộc còn phải chấm dứt, có nghĩa là cái công nguyên phải đến 3000 năm. Thế kỷ của ông á, của ông phải tới đúng 3000 năm. Thì bây giờ nếu tính thì còn có 400 mấy nữa thôi. Nhưng mà ông nói là tới đó phải chấm dứt. Nhưng mà còn chấm dứt sớm hay là muộn á, là do cái quyền ký này nè, do cái giáo lý này nè. Nếu giáo lý ra được mà cả thế giới đọc được á, thì nó sẽ dần lại bớt.
nó sẽ đúng lại 3.000 năm. Còn không á, cái kiểu này đập ngày nào cũng quánh lộn nhau, cái nhà này nó cháy hồi nào không biết, ăn thua. À, nếu đúng cái giáo lý mà ra thì mà in tất cả những cái thế giới đó, rồi tất cả các thông tin nói về cái này, thì con người, cái tánh người nó sẽ hãm bớt cái ác lại, thì nó sẽ tồn tại thêm đủ 3.000 năm. Còn không cái thì nó sẽ sớm, nó sẽ chấm dứt. Thì có thể thì thiền tông cũng không tới được 100 năm nữa. Nó phải hiểu cái thế giới nó, vật lý nó là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, có câu thơ là: đầu tiên vượt biển qua sông, chảy qua eo Hồng Chánh Bảo Côn Sơn, vào nơi đất Việt thọ ơn, nhận nhiều lương thực để lên Bắc truyền. Xin thầy giải thích ý nghĩa câu thơ. Cái này, cái dòng thiền tông á, nó chảy qua eo Hồng. Tại sao là cái eo Malacca đó, tại sao gọi là eo Hồng? Vì ngày xưa đó, Mã Lai, cái nước Mã Lai á là cái Singapore, cái Singapore nó thuộc về Indonesia. Nó đánh lộn với nhau hoài. Chỗ đó là cái nơi tử địa, nó chết đó, giống như mình ở Việt Nam mình mà có cái sông Bến Hải đó. Cái sông Bến Hải là căn đâu Trịnh Nguyễn phân tranh cũng nằm ở chỗ đó. Mà thế về sau này Nam Bắc phân tranh cũng nằm ở chỗ đó. Chỗ đó là người ta chết nhiều nhất. Vì thế cái eo Harika nó thuộc cái eo Hồng, là sao? Là đổ máu nhiều nhất. Máu Hồng đổ nhiều nên ta gọi là eo Hồng. Vô Tránh Bảo Cung Sơn, ổng đi tới thời đó là vào tháng 10. Thành ra cái ổng kêu bằng Trú Bảo đã đi bằng thuyền bồm mà, hồi xưa đi thuyền bồm. Rồi mới vô Việt Nam để mà nhận lương thực, để lên Bắc truyền là đi theo, đi lên trên đấy. Cái này là nói về một đoạn có dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tiếp theo, người tu theo thiền tông có được hành theo kinh thập thiện nghiệp đạo không? Thanh nghĩa gì? Kinh thập thiện nghiệp đạo. Kinh thập thiện nghiệp đạo, người tu thiền tông có được tu theo kinh đó không? Thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện hả? Dạ. Mười thập tử hả? Thập thiện. Thập tử. Thập thiện. Hả? Thập thiện nghiệp đạo. Đã tu thiền tông tạo công đức, mấy cái kia tu làm chi? Nghe không? Tất cả những cái gì mà thiện ác thì dẹp hết đi, tu thiền tông thôi. Hình nghệ đó. Bây giờ tu thiền tông 1 đồng mà tu kia 10 đồng thì cái căn sao? Ông thần ổng nói này nó làm phước nhiều quá, sao nó muốn về thì ông thần cho nó ở lại chứ làm sao? Thường bởi vì thế mà cái trường hợp thứ ba mà công đức mà có mà không mở được thì ông thần thực thi nhân quả cho đi theo phước thiện liền. Đã mình quyết chí bây giờ muốn tu thiền tông, anh phải là quyết chí tu, quyết chí mạnh liệt, không có gì lai chuyển được tôi, thì ông thần mới cho mình về. Còn cái gì cứ ham mê cái thế giới này mà cái rồi về sao được, thấy không? Nếu muốn về bỏ hai cái kia. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, con tu theo thiền tông hàng ngày con tìm hiểu các điều Phật dạy trong kinh có được không? Tu thiền tông phải hiểu thiền tông chứ không trong kinh là làm gì, kinh có ai dạy giải thoát đâu. Nếu mình đã quyến liếng thì thôi bỏ cái thiền tông đi qua kia đi, để còn đi tiếp đi vào nước Cực Lạc hoặc là lên trời Ngọc Hoàng đó, lên đó, thấy không? Rồi hỏi tiếp, hỏi ngắn gọn thì sắp hết giờ đó. Dạ. Câu tiếp theo, tại sao người tu theo thiền tông lâu mà chưa xuất ra kệ được? Trời ơi, cô hồn giữ cửa, cô hồn giữ cửa làm sao xuất kệ được? Thấy không? Phải làm sao đừng có cúng, đừng có cầu. Tại sao không xuất kệ được lại? Cứ cái lo cúng lo cầu hoài, lo lại hoài, sao xuất kệ được? Cứ tạo công đức đi, tạo công đức tự nhiên nó xuất ra. Rồi có hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, người khỏe bình thường đi dự đám tang người mất về, có phải điện từ âm cao hơn điện từ dương không? Bây giờ vô mà lại thì nó âm nhiều, mà vô không lại thì nó bình thường. Thấy không? Vô mà quỳ lại đốt nhang rồi âm xuống liền. Rồi hỏi tiếp. Phật tử Bùi Thị Tản có hỏi: trong quyển sách số 3 có cô thích nữ đã đi tu mà sao không biết 12 con đường luân hồi, khi bất ngờ bỏ xác thân mà vẫn còn quyến luyến xác thân của mình. Xin thầy giải thích ạ.
Trời ơi, công bố mới ra đây làm sao biết được, mấy ngàn năm sao biết được, mấy trăm năm sao biết được. Mới công bố 2 tháng mà, 2 năm mấy đây, làm sao biết đường về. Rồi hỏi câu khác đi. Câu tiếp theo. Kinh Vô Tự mà Thiền Sư Ni Đức Thảo đọc được và giải mã cũng là lấy ở nền văn minh không gian phải không mày? Không phải. Cái đó là mới biết rồi, dùng cái kỹ thuật, cái bóng đèn điện lấy ra. Ông mới đưa hạt Minh Châu là gì? Hồi xưa không có cái bóng đèn điện. Bây giờ có bóng đèn điện là nó thế cái hạt Minh Châu. Minh Châu có nghĩa là cái hạt nó sáng. Bây giờ cái bóng đèn nó sáng, nó cũng thuộc về Minh Châu. Thấy không? Bây giờ mình nói tiếng bây giờ gọi là bóng đèn, chứ hồi xưa nó thuộc về cái tự nhiên sáng là hạt Minh Châu. Rồi bây giờ những cái điện mà bây giờ mình ở đây chưa có, nhưng mà bên Mỹ nó có rồi. Nó cái bóng đèn nó sao? Nó không có xài điện này, nó không xài điện lưới, mà nó đưa lên cái banen nó kéo xuống cái bóng nó cháy. Nó thuộc về hạt Minh Châu. Cái này nó thuộc về cái hạt cũng Minh Châu, mà nó thuộc về vật lý cũng kia, nó lấy từ ở trên trời xuống. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Sau khi chết rời xác thân thì khối nghiệp của mình co lại thành trung ấm thân, thì thần nhân quả thực hiện như thế nào ạ? Không phải khối nghiệp mà cái tánh mình, cái tánh người nó co lại thành trung ấm thân. Trong trung ấm thân nó chứa hai phần, một là tánh Phật, hai là khối nghiệp hoặc khối công đức. Chứ không phải cái nghiệp co thành trung ấm thân, mà do cái tánh người nó co lại. Trong tánh người nó chứa cái gì trong đó đó, nó chứa vừa tánh Phật rồi công đức, phước đức, ác đức đó. Là cái khối đó, là cái khối đó đó. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Sau khi chết thân mình có đủ công đức thì thần thả mình ra, mình phải rơi thẳng, nếu mình rơi chéo là phải đi vào vòng trái đất. Vậy thưa thầy, đi vòng trái đất thì sao, có được vào cõi nào không ạ? Hay đi cứ đi vòng mãi? Đi vòng vòng vào thì cô hồn nó dẫn mình vô sớm đó rồi. Thấy không? Phải hiểu cho rõ cái này. Có công đức đi ra, bởi vì phải coi cái lời dặn dò cho kỹ. Con đi vòng vòng thôi thì cô hồn nó dẫn mình đi chứ gì. Tới nhà nó, tôi vô đây tới rồi nè. Ông Phật ngồi kìa. Vô lại ổng đi, tưởng đâu thiệt, vô quỳ xuống lại, vừa lại ngóc đầu lên thấy ông thần, thấy ông cô hồn chứ không phải thấy ông Phật. Rồi hỏi tiếp. Câu tiếp theo. Ngày xưa quốc sư Khổng Tử ra một học thuyết bình thiên hạ, khi đi chu du khắp nơi rồi cuối cùng phải ngậm ngùi với mấy cậu, nó câu nói nhỏ của em bé Hạng Thác mới 6 tuổi. Vậy thưa thầy, các thầy sư giảng đạo khắp nơi bây giờ có giống như thế không ạ? Y chang vậy thôi. Giờ hỏi giờ giảng cỡ nào, con hỏi, con lại con hỏi thưa thầy, giải thoát tu sao? Làm thinh. Trường hợp công bố quyền ký ra mới biết. Ông đi giảng cỡ nào tôi không biết, bằng tiến sĩ 10 cái nữa mà hỏi thưa thầy giải thoát sao? Ngậm miệng liền, giống như Hạng Thác. Hỏi ông Khổng Tử, hỏi bình thiên hạ, hỏi vậy chứ lông mày ông mấy cộng, ông Khổng Tử nó tao bỏ tay với mày luôn. Thua nhỏ vào, thua nhỏ 6 tuổi. Hỏi chứ trái đất này mấy cái nhà ông biết không? Nó không, tao không biết. Vậy mà rồi bình thiên hạ, ông Khổng Tử mà thua mù của cái thằng nhỏ 6 tuổi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Có 5 dạng tăng: thánh tăng, phàm tăng, tớ tăng, thánh tăng phàm phu tăng, thượng mạng tăng, mê muội tăng, tớ tăng. Thưa thầy, các vị tăng bây giờ họ có biết mình xếp hạng tăng nào không? Làm sao biết được? Nếu biết họ đâu dám làm. Bởi vì người ta nói tu mù, đâu có sợ gì đâu. Thấy không? Chứ nếu người ta biết, người ta nằm trong cái danh từ này, người ta không dám tu. Vì người ta không biết. Đức Phật gọi là tu mù. Vì thế Đức Phật mới dạy năm mù sờ voi là mấy cái chuyện này. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Từ khi biết ngộ về pháp môn Thiền Tông, con làm công đức cho người ta mượn đài sách, người ta thích và gọi con đến để hỏi cho rõ thêm, thì bất chấp mưa hay nắng, đêm tối là con đến ngay không chút ngần ngại. Vậy thưa thầy, thế con có phải là nhiệt tình quá không ạ? À? Hay là con cũng có nhiệm vụ từ kiếp trước? Mê muội.
muốn giúp người ta phải giúp bật sáng suốt đàng hoàng, còn mê đi ban đêm mà không có đèn mà rủi sao sụp lỗ chết thì nó sao xui. Có nghĩa là giúp người ta nhiệt tình nhưng mà phải sáng suốt, đừng có tối thùi mà đi. Giúp giờ nào rảnh tôi giúp cho, mà tôi rất nhiệt tình. Mình nên nhớ giúp cái người thật tình, còn cái người kêu tới phá mình đừng có lợi, coi chừng á. Có nhiều người họ cũng mắc kêu bằng chơi cắt cớ lắm, cũng nói tôi thích thích đưa. Có nhiều người tại đây tôi nói cho biết nè, xin sách hoài, mượn sách 60 ngàn đem bán có 20, mà dài bữa lại mua, lời là xin cái, lời dài bữa xin cái. Tôi hỏi cho nó xin 10 quyển là 20 phải 200 không? Đó, mình phải coi chừng mấy cái này. Máy á, máy cho 245 ngàn cái máy, nó đem về nó chép cái thẻ khác là có 10 ngàn, nó làm ok, nó xem cái lương rồi sao đây, nó xem nghe ca nhạc rồi sao đây. Phải trí tuệ với mấy người này mới được, thấy không? Chứ đừng đụng đâu cho đó. Giờ mình hỏi tiếp. Dạ, thế này bên con hết câu hỏi ạ. Dạ. Dạ, xin thông báo là kết thúc buổi giải đáp hôm nay ạ.